Chương 1 Luân hồi Nguồn Mê truyện audio com Đi tới trên cầu Nại Hà, Ly Ca quen thuộc chào hỏi mạnh bà, giống như trước không uống mạnh bà thang liền nhảy vào luân hồi, trên đường hoàng tuyền vốn tối tăm đã kết một tầng băng, quỷ hồn qua lại đều chết cống trong vòng 10 trượng, không có một ngọn cỏ, quỷ hồn nào dám đến gần thương lăng, sắc mặt hắn 10 phần âm trầm, mỗi một bước đều đi cực kỳ thông thả, thương lăng từng bước một chậm rãi nặng nề đi tới, bỗng nhiên, hắn dừng lại phía trước đá tam sinh ánh mắt rơi vào trên hai cái tên khắc phía trên đá tam sinh hắn khẽ nhíu mày một cái do dự một chút sau đó vẫn đi tới bên cạnh đá tam sinh nhẹ nâng tay lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tên kia dần dần từng nét trong hai cái tên kia được khắc lại một lần so với lần khắc trước đó còn sâu hơn ba phần khắc xong thương lăng ngẫm nghĩ phất tay lên trực tiếp xóa đi những cái tên bên cạnh hai cái tên đó chừa lại một mảng lớn sau khi làm xong hắn dừng tay lại nhướng mày lẩm bẩm nhàm chán sau đó hắn liền đứng dậy đi không thèm quay đầu lại đi một đoạn sau đó quỷ sai giáp lạnh rung cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh thương lăng thương lăng thượng thần mời ngài tới bên này đến giờ ngài đầu thai rồi tư mệnh đâu thương lăng thượng thần yên tâm tư mệnh đại nhân đã vào luân hồi nàng không làm lỡ thời gian bây giờ ngài đi là kịp lúc quỷ sai giáp tận lực ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành như vậy thì sẽ không làm vị thần này tức giận nhỉ ai biết thương lăng lại nhướng mày nhiệt độ quanh thân chợt lại hạ xuống rất nhiều quỷ sai giáp lạnh đến mức trên y phục kết một tầng băng thật dày quỷ sai giáp cảm giác mình quá khổ rồi rõ ràng chuyên nghiệp như thế nhưng vẫn đắc tội vị thần này thì phải chạy trốn cũng nhanh đấy không phải rất không muốn luân hồi sao Thương Lăng nói xong không thèm quay đầu đi tới cầu nại hà, để lại quỷ sai giáp đứng tại chỗ chờ rã đông. "Hả?" "Thương Lăng thượng thần vừa mới nói cái gì?" "Ngài ấy làm sao biết Tư Mệnh đại nhân không muốn luân hồi?" Trong đầu quỷ sai giáp bắt đầu bị đặt ra vô số phiên bản gian tình cố sự, sau đó âm thầm cười, trên cầu nại hà, Thương Lăng tiếp nhận một chén mạnh bà thang từ trên tay mạnh bà, hắn do dự trong nháy mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng một lát sau hắn vẫn uống một hơi cạn sạch, nhảy vào trong luân hồi, sau khi Lyca sinh ra, vừa mở mắt liền thấy gian nhà đơn sơ, trang trí đơn giản, lần này sinh ra ở một gia đình bình thường. Lyca không khỏi nghi hoặc, lục trà nữ kia buông tha nàng. Không có khả năng đâu. Nhưng vào lúc này, bà đỡ ôm nàng hai tay run rẩy, kinh ngạc quát lên, là bé gái, nhưng đứa bé này hình như không khóc, không phải bị ngốc chứ? Lúc này một người khác đi cùng bà đỡ nói. Hình như vậy. Tiếc quá, vứt đi. Ly ca sững sờ, vừa sinh ra liền bị vứt bỏ. Tình huống gì đây? Đáng thương thế này luôn. Không được, van cầu các ngươi, không được vứt bỏ con ta. Một âm thanh yếu ớt truyền đến, hai bà đỡ xoay người nhìn về phía nữ nhân suy yếu đáng thương trên giường hẹp. Ly ca yếu ớt thở dài, nhắm mắt lại khóc lớn lên, khóc rồi khóc rồi, không phải đứa ngốc, cũng không phải tâm điếc vậy thì giữ lại không cần vứt đi lúc này bà đỡ ôm ly ca đi tới bên cạnh nữ nhân kia đưa đứa bé cho nàng xem ngươi đặt tên đi con của ta chỉ mong con bé như một luồng khó nhẹ bé nhỏ không đáng kể lại tự do tự tại cứ gọi nàng là thanh yên đi mặt nữ nhân đầy nước mắt hai mắt đỏ ửng sắc mặt tái nhật thanh yên về sau đứa bé này cứ gọi là mộ thanh yên Bà đỡ bế mộ thanh yên vừa dứt lời, bà đỡ kia cầm một giải lụa trắng trên tay, ghiềm cổ mẫu thân của mộ thanh yên lại, trực tiếp siết tắt thở một màn này khiến mộ thanh yên khiếp sợ, hai bà đỡ này là ai, ra tay ác như vậy. Mộ thanh yên còn chưa kịp phản ứng, mình đã thành cô nhi không có mẫu thân, được rồi, bế đứa bé đi, ghi danh vào sách đi. Đi, đi xử lý thi thể. Hai bà đỡ vừa nói chuyện vừa bế mộ thanh yên đang khiếp sợ ra khỏi phòng, ra khỏi phòng ra khỏi cái sân cũ nát kia, mộ thanh yên thấy một hành lang gấp khúc khảm ngọc, còn có hoa viên tinh xảo, vừa nhìn cũng biết là người có tiền có thế, rốt cuộc thân phận nàng là gì. Vừa sinh ra mẫu thân đã bị giết, đây là chỗ nào? Mộ thanh yên khóc mệt, dù sao cũng còn quá nhỏ, mệt liền ngủ mất, thời gian thấm thoát qua, chỉ chớp mắt đã 12 năm, đứa bé mộ thanh yên trước kia đã lớn lên, một khuôn mặt đầy vẻ trẻ con dần dần nảy nở, lộ ra nhan sắc khuyên thành, so với Lý Triều Ca kiếp trước có khí chất đẹp, đời này dáng vẻ mộ thanh yên càng xinh đẹp hơn, mộ phủ, phòng luyện công, trong phòng luyện công, 16 đứa bé đứng một hàng, giữa phòng có hai đứa trẻ ước chừng 12-13 tuổi cầm trường kiếm đang đối chiến. Ken ken ken, tiếng trường kiếm đụng nhau truyền đến, hai đứa bé đánh 10 phần kịch liệt, một trong hai chính là mộ thanh yên. Một đứa trẻ khác là bé trai 13 tuổi, mặt mũi non nớt, nhưng trong mắt lại lộ ra từng tia sát khí chân mày hắn trượt xuống từng đợt mồ hôi trong quá trình cùng mộ thanh yên đối chiến hắn dần dần rơi vào thế hạ phong hắn cực kỳ khẩn trương mộ thanh yên không chút hoang mang ung dung ứng đối công kích kiếp trước nàng là lý triều ca võ công cũng rất cao đời này luyện một lần nữa dễ như trở bàn tay cho nên bây giờ việc nàng phải thắng thằng nhóc trước mắt cũng quá đơn giản nhưng nàng không gấp gáp mà một mực kéo dài Đáy mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng trái ngược với nàng, đứa bé trai kia lại càng ngày càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng ác, nhưng kẻ hở lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, thế tiến công của Mộ Thanh Yên chợt thay đổi, kết thúc trận đối chiến này, đứa bé trai kia bị đánh ngã trên mặt đất, Mộ Thanh Yên kề kiếm trên cổ hắn. "Đa tạ, thập tam ca." Mộ thập tam run rẩy, bên khóe miệng còn dính máu, hắn quả thực không thể tin được Mộ Thập Thất nhỏ hơn mình 2 tuổi vậy mà đánh thắng hắn, lần thảo hạch này thất bại sẽ đối mặt với sự nghiêm phạt cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận sẽ mất mạng, thấy Mộ Thập Tam bị thua, sắc mặt bọn trẻ đứng một bên khó coi, cực kỳ sợ hãi, chỉ có Mộ Thanh Yên mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình thản, Mộ Thập Thất thắng, Mộ Thập Tam, tự đến hình phòng đi. Quản gia đứng ở một bên mặt không biểu cảm tuyên án, toàn thân Mộ Thập Tam run rẩy, trong nháy mắt Mộ Thanh Yên lấy kiếm ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy công kích nàng, mộ thanh yên đã sớm phát hiện ý đồ của mộ thập tam, nàng đá một cái khiến mộ thập tam ngã ngửa trên mặt đất, mộ thập tam phun ra một nguồn máu, quản gia phất tay lên, lập tức có gia đình qua kéo mộ thập tam đi, không được, ta không đến hình phòng, ta không thua, ta còn có thể đánh. Tiếng gào thê thảm của mộ thập tam truyền khắp toàn bộ phòng luyện công, khiến mấy đứa trẻ trong phòng luyện công sắc mặt đều tái nhợt, lạnh run người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc quản gia dẫn bả đứa trẻ xuất sắc nhất trong khảo hạch là mộ thập nhất mộ thập tứ mộ thập thất đến thư phòng mộ phủ trong ba đứa trẻ chỉ có mộ thanh yên là nữ đi vào thư phòng một người ngồi ở ngay chính giữa màu tóc hơi bạc thần tình nghiêm túc đang dò xét bà đứa trẻ quản gia dẫn đến mộ thanh yên mặt không đổi sắc nhìn người trước mắt cha nàng chủ nhân mộ phủ mộ dương hút mộ dương hút tổng cộng có 21 đứa con Nàng đứng hàng thứ 17, người khác cũng gọi nàng là Mộ thập thất, chỉ có chính nàng còn nhớ rõ, mình tên là Mộ Thanh Yên, là mẫu thân nàng đặt tên, vừa ra sinh nàng đã bị quản gia sắp xếp người nuôi dưỡng, từ nhỏ tập võ, học tập đủ loại kỹ năng, triệt để bồi dưỡng thành một sát thủ tại Mộ phủ, trừ hai đứa con gái Mộ phu nhân sinh ra, tất cả con cái của Mộ Dương Húc từ nhỏ đã bị coi là sát thủ để bồi dưỡng, trở thành quân cờ của ông ta cho nên lúc vừa ra đời mộ thanh yên không khóc, hai bà đỡ cho là nàng có khiếm khuyết, suýt chút nữa vứt bỏ nàng, bởi vì đứa trẻ khiếm khuyết không thể bồi dưỡng, không thể lợi dụng, mộ phủ không nuôi kẻ rảnh hơi, những năm gần đây, mộ dương hút không ngừng sủng hạnh nữ tử, để các nàng mang thai sinh con, một khi sinh xong sẽ chết, mấy năm nay, tuổi tác mộ dương hút dần dần cao nên không sinh được, vì vậy không có quân cờ mới sinh ra. Mộ Dương Húc là thái sư đương triều thanh quốc, giả tâm rất lớn. Mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, sớm muộn cũng có một ngày ông ta tạo phản đoạt vị, mộ dương hút bỗng nhiên ôn hòa cười giống như một người cha hiền lành, ông ta vẫy tay, n, các con đều qua đây, thập nhất, thập tứ, thập thất, vũ danh của các con gọi là gì? Thưa phụ thân, con gọi là mộ vinh hiên, con là mộ thành an, mộ thanh yên, tốt tốt tốt, con ngoan của ta, đêm nay cùng vi phụ dùng bữa, thế nào? Lời này vừa nói ra, hai mắt mộ thập nhất cùng mộ thập tứ sáng ngời, tràn ngập chờ mong, chỉ có mộ thanh yên mặt không đổi sắc như trước, trong mắt mộ dương hút, bọn họ đều là con ông ta, nếu có chuyện, diệt tộc, ai cũng không thể may mắn tránh khỏi, cho nên, những quân cờ này so với bên ngoài đưa tới càng trung thành hơn nhiều, huống chi, bên trong còn có một tầng huyết mạch thân tình. Chương 2 Quân cờ Nguồn Mê truyện audio.com Một bữa tối, mộ thập nhất cùng mộ thập tứ kích động mang ơn mộ dương hút, bọn họ là người may mắn trong 18 đứa bé, có thể được phụ thân khen thưởng, bọn họ thấy mình quá hạnh phúc, thế là bọn họ không ngừng cười nói, chỉ hận không thể để mộ dương hút nhìn họ nhiều hơn chút, chỉ có mộ thanh yên luôn yên lặng, lặng lặng ăn cơm của mình, 12 năm bồi dưỡng sát thủ khiến cho lòng nàng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng rắn. Nàng có thể nhìn thủ túc chết ở trước mặt mình mà không nháy mắt một chút nào, đời trước mộ thanh yên đã lĩnh hội qua tư vị thân tình, cho nên cái gọi là thân tình của mộ dương hút hiện tại, ở trong mắt nàng thật là châm chọc, bữa tối kết thúc, ba đứa trẻ ra khỏi nhà ăn, thập thất, ta nói với muội này, suốt buổi cứ sụ mặt cho cha xem, muội muốn chết sao? Đúng rồi, cho thể diện mà không cần, còn cho là mình lợi hại thật sao? Mộ thanh yên lạnh lùng nhìn bọn họ, cảm thấy bi ai thay họ. Cái bọn họ cho là thân tình, cho là sủng ái, ở trong mắt nàng không đáng một đồng, mộ thanh yên không để ý tới bọn họ, xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, xa xa, ba người thấy một thi thể máu me khắp người được mang ra, cái chết rất khủng bố, kia, kia, kia hình như là mộ tứ. Huynh ấy chấp hành nhiệm vụ thất bại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lạnh cực điểm, hai người mộ thập nhất cùng mộ thập tứ cực kỳ sợ hãi, mộ thanh yên lạnh lùng liếc mắt nhìn. Xoay người đi, nàng có dự cảm mộ dương hút muốn hành động, thanh quốc này sắp có biến, trong một tháng, gần như phân nửa số người đều bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tình thế càng ngày càng khẩn trương, rất có tư thế, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, có người có đi không về, có người lúc trở về không chết cũng bị thương, toàn bộ mộ phủ đều rơi vào tình. Trạng khẩn trương, ngày này, mộ thanh yên được đưa tới thư phòng mộ dương hút thập thất, hôm nay là ngày sống còn, định thành bại. Vẻ mặt mộ dương hút nghiêm túc nói, con là đứa tỉnh táo nhất, có khả năng nhất trong lũ trẻ, cho nên ta giữ con lại cuối cùng. Nếu như ta thắng, toàn bộ mộ phủ sau này sẽ là chúa tể thanh quốc, nếu như ta thua, ai cũng không trốn thoát, con hiểu không? Mộ thanh yên gật đầu, thần sắc trầm tĩnh như cũ, không lộ vẻ gì, lát nữa gặp quân diệp hoa, giết hắn, sau đó chúng ta từ mật đạo ra ngoài. Mộ dương hút nói xong, tự tay xoay bình hoa trên bàn, giá sách phía sau mở ra, xuất hiện một cái mật đạo tối tâm, mộ thanh yên gật đầu như cũ tốt. vậy chúng ta sẽ chờ hắn đến, hắn chết rồi, quân thị hoàng tộc của thảnh quốc suy sụp. ha ha ha. mộ dương hút cười ha hả, dần dần trong mộ phủ truyền đến từng đợt tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm. có người tiến tới gần, mộ dương hút bình tĩnh như cũ, ông ta cười khẽ. thập thất, con là tác phẩm ta đắc ý nhất, đến bây giờ vẫn có thể trấn định như thế. Mộ thanh yên ngẩng đầu, nhìn thấy người bên ngoài đã sắp giết đến thư phòng này. Mộ thập nhất, mộ thập tứ đã bị đối phương giết chết, thủ hạ của đối phương cũng tổn hại rất nhiều. Trong lúc nhất thời, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Sau một lát, một nam nhân mặc cẩm y màu tím, mặt mày khí vũ hiên ngang, tràn đầy khí chất đế vương đá văn cửa thư phòng. Bá khí đi tới, mộ thanh yên ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đầu xuất hiện ba chữ quân diệp hoa, trong nháy mắt quân diệp hoa xông tới, phía sau hắn chỉ đi theo lát đắt hai người, người còn lại đều ở bên ngoài chém giết mộ dương. Hút, ngươi cũng có gan đấy. Trong tròng mắt quân diệp hoa hiện lên một tia sát khí, ha ha ha. Mộ dương hút cười ha hả, ông ta nói. Thất điện hạ, ta đấu với ngươi nhiều năm như vậy, chút lá gan cũng không có thì há có thể xứng làm đối thủ của ngươi. Vậy hôm nay liền để mọi thứ kết thúc đi. Quân Diệp Hoa nói xong, kéo trường kiếm trong tay xông về phía mộ dương hút, mộ dương hút cong môi cười nhạt. Thập thất, để cho vi phụ mở mang kiến thức thanh kiếm trong tay con một chút. Quân Diệp Hoa nhíu mày, lúc đang muốn chuyển sang tấn công mộ thanh yên, mộ thanh yên hành động, nàng rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, ánh kiếm lóe lên, trực tiếp đâm vào lồng ngực mộ dương hút, một màn này khiến bất kỳ ai cũng không ngờ tới. Quân Diệp Hoa nhíu mày, lúc đang muốn chuyển sang tấn công mộ thanh yên, mộ thanh yên hành động, nàng rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, ánh kiếm lóe lên, trực tiếp đâm vào lồng ngực mộ dương hút. Một màn này khiến bất kỳ ai cũng không ngờ tới, nụ. Cười tươi của mộ dương hút đột nhiên động lại, ông ta khiếp sợ run rẩy, quay đầu nhìn về phía mộ thanh yên, ngươi, ngươi dám. Đồng thời quân Diệp Hoa cũng thu liễm thế tiến công. Tìm tòi nghiên cứu và khiếp sợ nhìn mộ thanh yên năm ấy 12 tuổi trước mắt, kiếm trong tay, giơ lên hạ xuống, giết người giết cha liền mạch lưu loát, không chút nương tay, sau đó, trong sự hối hận và khiếp sợ vô cùng, mộ dương hút tắt thở. Quân Diệp Hoa nhíu mày dò xét mộ thanh yên, mà mộ thanh yên cũng đang quan sát quân Diệp Hoa, ước chừng hơn 30 tuổi, trên trán bá khí ngút trời, nơi khóe mắt còn mang theo vài phần tàn nhẫn, mộ thanh yên vừa nhìn liền biết hắn là một nhân vật hung ác, vì sao phải giết phụ thân ngươi quân diệp hoa kéo kiếm đến gần mộ thanh yên sinh ta nuôi ta dạy ta yêu ta mới gọi là phụ thân hắn chẳng qua chỉ là kẻ thù giết mẫu thân ta khuôn mặt mộ thanh yên trầm tĩnh thần sắc lạnh lùng lá gan không nhỏ gan lớn hay nhỏ không quyết định sinh tử vậy cái gì mới quyết định sinh tử thượng vị giả quân diệp hoa cười ha hả hắn thu hồi kiếm trong tay thú vị ngươi tên là gì mộ thanh yên thanh yên theo ta đi thế nào được, Mộ Thanh Yên cúi đầu, không đi với hắn là đi trở về gặp Diêm Vương luôn đấy, gặp Diêm Vương không sao cả, nếu như Thương Lăng vẫn còn ở địa phủ, vậy thì lớn chuyện, cho nên cái mạng nhỏ này vẫn giữ lại lâu một chút thì tốt hơn. Lúc Quân Diệp Hoa mang theo Mộ Thanh Yên ra khỏi thư phòng, mộ phủ dường như bị huyết tẩy sạch sẽ, 21 con cờ của Mộ Dương Húc, một đôi nữ nhi ruột thịt của ông ta, tất cả thân tính, tất cả đều chết, toàn bộ mộ phủ bị diệt cả nhà, Mộ Thanh Yên đã cược đúng, Quân Diệp Hoa là người thắng lợi cuối cùng, ngày đó phát sinh rất nhiều chuyện, Quốc quân Thanh Quốc Băng Hà, phủ thái sư bị huyết tẩy, thái tử sợ tội tự sát, thất hoàng tử Quân Diệp Hoa leo lên ngôi vị hoàng đế mà Mộ Thanh Yên thành. Phi tử Quân Diệp Hoa, Quân Diệp Hoa không có hoàng hậu, chỉ có một đám phi tử, mà Mộ Thanh Yên 12 tuổi là Mộ Quý phi, thân phận đặt trên mọi phi tử, sau khi Quân Diệp Hoa lên ngôi quá bận rộn xử lý đại sự Hậu cung toàn quyền giao cho Mộ Thanh Yên, Mộ Thanh Yên leo lên vị trí Quý phi, ngồi ở ghế Quý phi, nghe Quân Diệp Hoa dùng thủ đoạn tanh máu huyết tẩy kinh thành thanh bình định mọi chuyện, nàng nhẹ nhàng khép hai mắt lại, rất hiển nhiên, lựa chọn này khiến cho nàng trừ chết ở ngoài, càng là con đường gian nan hơn. 12 tuổi, nàng chưa tập kê, không thể thị tẩm, không được sủng hạnh, mới vào hoàng cung, nàng phải đối mặt với một đám phi tử của Quân Diệp Hoa các nàng hầu hạ quân Diệp Hoa nhiều năm, gia thế sau lưng rắc rối phức tạp, lục đục với nhau, hồ nước này rất sâu, tâm cơ sâu nhất chính là quân Diệp Hoa, so với mộ dương hút thì càng biết lợi dụng mình, thủ đoạn càng tàn nhẫn, càng lãnh khốc vô tình hơn. Quân Diệp Hoa nuôi dưỡng nàng bên cạnh như mộ dương hút nuôi nàng trước đây, đều là lợi dụng. Nàng sẽ trở thành một thanh lợi kiếm của hắn, bị hắn dùng để đâm về phía kẻ thù, mộ thanh yên nằm ở trên ghế quý phi, xoa xoa cái trán có chút đau đầu, quý phi nương nương, các nương nương khác chờ ở bên ngoài thỉnh an người. Mộ thanh yên phất tay một cái, nhìn đi, phiền phức tới rồi, bên trong đại sảnh, mộ quý phi ngồi ngay ngắn chính giữa, phía dưới một đám phi tử mặt không cảm xúc, không thể không nói, quân diệp hoa mặc dù vừa ác độc lại cặn bã, thế nhưng ánh mắt hắn tốt chứ, phi tử của hắn đều là mỹ nhân. Dù chỉ là thưởng thức, mộ thanh yên cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhóm phi tử này sau khi đến thì tùy ý đứng nói chuyện cũng không cố kỵ hoàn toàn không để mộ thanh yên vào mắt ngay cả hành lễ thỉnh an cũng không có tất cả mọi người đang khi dễ nàng là một đứa trẻ mộ thanh yên cứ lạnh lùng nhìn như vậy mặt không chút thay đổi không nói lời nào cũng không tức giận ta à, quý phi nương nương hình như hôm nay là dỗ đầu của phụ thân mộ thái sư của người người không quay về cúng tế ông ta sao tiền phi làm vẻ mặt hiếu kỳ sao có thể các ngươi không nghe nói sao mộ thái sư chính là bị quý phi nương nương tự tay kết liễu người đúng là quân pháp bất vị thân nếu không hoàng thượng cũng sẽ không nạp người làm phi đâu huệ phi che miệng cười vẻ mặt châm chọc cũng không phải sao tuổi còn nhỏ như vậy miệng còn hôi sữa cái gì cũng không hiểu cũng không thể thị tẩm cũng không biết chiếm vị trí đó làm cái gì Lô Phi không che giấu chút nào châm chọc khinh bỉ nàng, lần đầu tiên trải qua cái gọi là thỉnh an ở nơi châm chọc móc khóe cùng đố kỵ căm hận này, toàn bộ quá trình mộ thanh yên đều không nói một câu nào, buổi tối, quân Diệp Hoa đến dùng bữa với nàng, hôm nay bị khi dễ. Hử! Quân Diệp Hoa nhìn về phía mộ thanh yên, vẻ mặt ôm nhu, nhưng mặt mộ thanh yên không chút thay đổi, không bi thương, không kể khổ, không ủy khuất, nếu thiếp chịu ủy khuất, hoàng thượng sẽ là chỗ dựa cho thiếp sao sẽ quân diệp hoa cười khẽ, đây là hoàng thượng nói, đến lúc đó đừng đổi ý. Quân diệp hoa cười ha hả, hắn vỗ nhẹ mu bàn tay mộ thanh yên, miệng vàng lời ngọc, trẫm sẽ không đổi ý. Ngày hôm sau, lúc một đám phi tử trở lại thỉnh an, mộ thanh yên thay đổi hẳn sự yên lặng hôm qua, ra oai phủ đầu tất cả mọi người, cấm cung tám phi tử, phạt trượng ba phi tử, phế một người, đám còn lại cũng không dám lên tiếng nữa, buổi tối hôm đó, quân diệp hoa lại đến dùng bữa cùng nàng nàng cũng quá độc ác rồi nét mặt quân diệp hoa bất đắc dĩ sắc mặt vẻ oải vừa nhìn cũng biết phi tử đến chỗ của hắn cáo trạng ầm ĩ cả ngày hoàng thượng miệng vàng lời ngọc sẽ không đổi ý nhỉ? quân diệp hoa bất đắc dĩ cười hắn nói đều là mỹ nhân nàng không thương hoa tiếp ngọc sao mộ dương húc không dạy qua cái này không biết quân diệp hoa bị mộ thanh yên chọc cười thanh yên trẫm càng ngày càng thích nàng còn ba năm nữa nàng mới cập kê, khiến Trẩm thật lo lắng. Quân Diệp Hoa nhìn mộ thanh yên, trong mắt tràn đầy sự chiếm hữu, mộ thanh yên lặng lẽ không nói, thời gian ba năm lặng lẽ qua, mộ thanh yên bị quân Diệp Hoa dưỡng thành một thanh lợi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, không thể thất thủ, quân Diệp Hoa cắt chờ mộ thanh yên ba năm, rốt cuộc đợi được nàng cập kê, còn chưa kịp sủng hạnh mộ thanh yên, quân Diệp Hoa đã bị đánh lén trọng thương, nằm ở trên giường hấp hối. Chương 3 Thái hậu 15 tuổi Nguồn Mê truyện audio com Sau khi quân Diệp Hoa bị ám sát trọng thương, mỗi ngày mộ thanh yên đều hầu hạ ở bên giường quân Diệp Hoa bưng canh đưa thuốc. Quân Diệp Hoa bị thương rất nặng, thân thể ngày càng sa sút công năng từng cơ quan dần dần suy yếu, mắt thấy ngày tháng còn lại không nhiều. Thật ra lấy y thuật của mộ thanh yên, nếu như nàng sớm phẫu thuật cho quân Diệp Hoa, lấy ra lưỡi dao còn lại trong phổi hắn hắn còn có thể cứu được thế nhưng mộ thanh yên không làm. Quân Diệp Hoa ở trong mắt nàng cũng không khác. Biệt gì với mộ dương hút, mộ dương hút vây nhốt nàng 12 năm, quân Diệp Hoa vây nhốt nàng 3 năm, chỉ có bọn họ chết thì nàng mới có tự do, thanh yên, thanh yên sắc mặt quân Diệp Hoa trắng bệt, ngón tay run rẩy, nhìn mộ thanh yên bên cạnh, ánh mắt mê ly 3 năm nay, nhìn nàng dần dần lớn lên, trẫm mừng rỡ, lại nóng ruột, rốt cuộc đợi được nàng cập kê trẫm lại không thể cùng nàng hoàng thượng đừng lo người nhất định sẽ khỏe lại mộ thanh yên ở trong lòng thầm nói khỏe mới là lạ ý coi như có thể khỏe nàng cũng sẽ không để chuyện này phát sinh nàng đang gạt trẫm trẫm biết thời gian của mình không nhiều thanh yên trẫm khổ cực đoạt lại giang sơn này hoàn toàn không có phúc khí giữ nó trẫm không cam lòng quân diệp hoa nói đến đây thì kích động hắn quả thực không cam lòng hắn có thủ đoạn có quyết đoán, có giả tâm, nhưng lại không có mạng. Sau khi trẫm rời khỏi, Giang Sơn liền giao cho nàng, nàng thay trẫm bảo vệ nó, có được hay không? Hoàng thượng không cần phải lo lắng, ngự y y thuật cao siêu, bọn hắn có thể. Thanh yên, đáp ứng trẫm, thay trẫm bảo vệ nó, trẫm nuôi nàng 3 năm, thủ đoạn, sự quyết đoán của nàng trẫm đều biết, toàn bộ hậu cung trừ nàng, không ai có thể làm được. Quân Diệp Hoa nói xong, vương tay nắm thật chặt cổ tay mộ thanh yên, cảm xúc rất kích động. Được quân diệp hoa thở vào một cái, hắn nói. Vậy thì tốt, trẫm lập nàng làm hậu, cho bắt hàng làm con nuôi trên danh nghĩa của nàng, lập nó làm thái tử, nàng thay trẫm nuôi nấng nó cho tốt. Mộ thanh yên sững sờ, nàng nói. Mẫu thân lục hoàng tử lệ phi không phải còn sống sao. Quân diệp hoa hít sâu một hơi, hắn vẫy tay về phía tổng quản thái giám cao công công, gọi lệ phi tới vâng hoàng thượng thánh chỉ trẫm đã nghĩ rồi sau này nàng cứ nuôi nấng bắt hàng cho tốt bảo vệ giang sơn thanh quốc đi vâng thần sắc mộ thanh yên trầm tĩnh đáp ứng quân diệp hoa nói như vậy quân diệp hoa vừa chết nàng chính là thái hậu thanh quốc trên đầu không còn ai có thể quản nàng chuyện tốt vậy luôn hả để cho nàng ở hậu cung trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo cả đời xử nữ đến chết mộ thanh yên không hiểu nhưng nàng biết là, thái hậu, nàng phải làm thái hậu, ngẫm lại liền thấy sướng, lấy thúng úp voi, quyền khuynh triều giả, mưu quyền loạn quốc, họa quốc yêu hậu. Mộ thanh yên mơ hồ có một tia chờ mong, chỉ chốc lát sau, lệ phi đi tới trước giường quân diệp hoa, hoàng thượng, người thế nào rồi? Thần thiếp rất lo lắng cho người. Lệ phi vừa đến đã khóc lê hoa đái vũ thấy thương, trẫm muốn lập bắt hàng thành thái tử. Lệ Phi vừa nghe liền kích động, hạnh phúc tới quá bất ngờ thái tử lấy danh nghĩa con hoàng hậu để thanh yên nuôi nấng lệ phi sững sờ ngây ngẩn như gặp tai họa đột ngột rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh hoàng thượng vậy vậy thần thiếp đâu lúc này cao công công đi tới trong tay bưng một cái mâm trong mâm có một dải lụa trắng lệ phi thấy lụa trắng bỗng thất sắc nàng ta lui lại mấy bước ngồi sụp xuống đất hoàng thượng hoàng thượng người muốn làm gì về sau bắt hàng để thanh yên nuôi nấng Lệ Phi, nàng cùng trẫm đi thôi. Không, không được, thiếp không muốn. Lệ Phi bỗng nhiên lắc đầu liều mạng lui lại, nhưng mà cao công công ngăn nàng lại, nàng ta không thể lui được nữa. Hoàng thượng, thần thiếp van cầu ngươi, xem như thiếp đã vì người sinh bắt hàng, tha cho thần thiếp một mạng đi. Lệ Phi quỳ trên mặt đất dập đầu, dập đầu đến chảy máu. Lệ Phi, thủ đoạn của nàng còn không bằng thái hậu nhỏ tuổi này, vì Giang Sơn Thanh Quốc, trẫm chỉ có thể mang nàng đi. Hoàng thượng, thần thiếp có thể không làm thái hậu, thần thiếp chỉ muốn sống sống. Thanh yên, động thủ đi. Quân Diệp Hoa thở dài một hơi, thần sắc mộ thanh yên lạnh lùng cầm lấy lụa trắng đi về phía lệ phi, bị quân Diệp Hoa bồi dưỡng lợi dụng 3 năm, việc giết người nàng làm không ít, hết thảy đều quen việc quen tay, tuyệt đối không nương tay, không, không được. Lệ phi liều mạng giải dụa, nhưng khí lực làm sao có thể so với mộ thanh yên, lụa trắng siết trên cổ nàng ta, nàng ta liều mạng trừng mắt dãy dụa lần cuối mộ thanh yên cười nhạt tất cả mọi người trong mắt quân diệp hoa cũng không bằng giang sơn của hắn người bên gối có thể vứt bỏ hết thảy đều có thể lợi dụng lòng dạ ác hơn bất kỳ ai may mà nàng không sinh con bằng không cũng phải chết lụa trắng trong tay dần dần kéo căng lệ phi dãy dụa từ từ yếu dần mộ thanh yên dùng lực kết thúc tính mạng lệ phi nhưng vào lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa sông vào nhằm về phía mộ thanh yên cùng lệ phi dùng sức đẩy mộ thanh yên ra nàng đang muốn động thủ thu thập thằng nhóc này nhưng lúc nhìn thấy hai mắt hắn bỗng nhiên cứng đờ cả người ngây ngẩn quên phản ứng đôi mắt kia nàng sẽ không quên cũng không dám quên quân bắt hàng lại chính là thương lăng một đạo xét từ trên trời giáng xuống bổ tới đỉnh đầu mộ thanh yên thì ra thằng nhãi này ở đây mẫu phi mẫu phi quân bắt hàng ông thi thể lệ phi lớn tiếng kêu lên, nhưng mà lệ phi đã chết, thân thể đã cứng lại, không có bất kỳ hồi âm nào, quân Bắc Hàn đi thống, đặc biệt tức giận, hắn đứng dậy dùng sức đẩy ngã Mộ Thanh Yên, Mộ Thanh Yên vẫn còn đang ngu người chưa phục hồi tinh thần lại, cứ như vậy, Mộ Thanh Yên bị quân Bắc hàng đẩy ngã, đụng vào cái giá phía sau, bình sứ rơi đầy đất. Mặt đất đầy mảnh vụn sứ, tay nàng đè ở phía trên bị quẹt chảy máu, quân Bắc Hàn còn muốn động thủ với Mộ Thanh Yên quân diệp hoa đã quát hắn bắt hàng dừng tay quân bắt hàng sững sờ mặc dù hắn phẫn nộ căm hận nhưng chỉ có thể ngừng tay vừa dừng tay lý trí cũng theo trở lại hắn biết mẫu phi chết là phụ hoàng bày mưu đặc kế bằng không mộ thanh yên không thể nào động thủ trước mặt phụ hoàng thanh yên qua đây mộ thanh yên từ dưới đất đứng lên đi tới bên người quân diệp hoa quân diệp hoa cầm lấy tay mộ thanh yên đau lòng thổi một cái có đau lắm không đau không đây chỉ mới là bắt đầu, quân Diệp Hoa cố ý để cho quân Bắc Hàng thấy nàng giết lệ phi, vì để cho quân Bắc Hàng hận nàng, đợi có một ngày, quân Bắc Hàng đủ lông đủ cánh tự tay giết nàng, không lưu lại hậu họa, cái đẩy này của quân Bắc Hàng chỉ là vừa mới bắt đầu, trong những ngày tháng sau đó, hắn sẽ trả thù nàng nhiều gấp bội. Đây chính là sự an bài của quân Diệp Hoa, lòng dạ hắn ác độc hơn bất cứ ai, nhưng mộ thanh yên lại không đau lòng, cũng không khó chịu, giả tâm càng lớn. Càng ác độc, khi chết sớm thì càng hận, hắn có thể chi phối mọi chuyện, lại không thể quyết định sinh tử của mình. Điểm này, đủ khiến quân Diệp Hoa ôm hận cực kỳ lâu, nghĩ tới chuyện này, tâm tình mộ thanh yên cũng rất tốt, không đau, lục hoàng tử còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thiếp sẽ không tính toán với nó. Quân Diệp Hoa vui mừng gật đầu, bắt hàng, về sau thanh yên chính là mẫu hậu con, gọi nàng đi. Thần sắc quân Diệp Hoa nghiêm túc, quân Bắc Hàn gắt gao trừng mộ thanh yên, rõ ràng hận như vậy rõ ràng không cam lòng như vậy rõ ràng thống khổ như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp mẫu hậu quân bắc hàn cúi đầu nghiến răng nghiến lợi trong mắt chứa hận ý mộ thanh yên không nhanh không chậm không làm loạn không tức giận một tiếng mẫu hậu này khiến tinh thần lòng dạ nàng đều nở hoa mộ thanh yên khoát tay khẽ vuốt khuôn mặt quân bắc hàn máu trên tay mơ hồ dính trên mặt hắn con ngoan thì ra giao cơ nói tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội nhúng chàm thương lăng là an bài như thế này, ngay cả tùy dương đế dương quảng hoang dâm vô đạo mà còn nói qua. Nữ nhân sinh ra ta không thể, người ta sinh không thể, còn lại đều có thể, kiếp này mộ thanh yên trực tiếp thành mẫu hậu quân Bắc Hàn, đời này cũng không thể nhúng chàm. Bất quá, đối với mộ thanh yên mà nói, làm mẫu hậu thoải mái hơn làm con gái nhiều, trực tiếp nhảy qua giai đoạn bạc 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 kia, được không một đứa con tiện nghi, địa vị của nàng trên vua một nước, lên làm hỏa quốc yêu hậu quyền khuynh triều giả trong tầm tay, đến lúc đó, ai còn có thể cản nàng. Muốn ngược kẻ nào liền ngược kẻ đó, mộ thanh yên cảm thấy, lần này đầu óc giao cơ thực sự là bị lừa đá, nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp như thế, mộ thanh yên vui vẻ trong lòng, thương lăng trâu hơn thì thế nào, bây giờ còn không phải là ngoan ngoãn làm con trai nàng sao. Không nghe lời, một lời không hợp liền đánh mông ha, mộ thanh yên cười, đây là lần đầu tiên trong 15 năm tới nay nàng cười cười đến rực rỡ sáng lạng hiện ra hết vẻ xinh đẹp của nàng khuynh quốc khuynh thành sau khi giao phó xong tất cả công việc mộ thanh yên cùng quân bắc hàn rời khỏi tẩm điện quân diệp hoa đi tới cửa quân bắc hàn âm trầm mở miệng mộ thanh yên kết cục của ngươi sẽ rất thảm mộ thanh yên dừng bước lại không buồn không giận mà lại nở nụ cười ta là mẫu hậu con đó mộ thanh yên ngươi thật sự coi mình là thứ gì ngươi chỉ lớn hơn ta ba tuổi thôi sắc mặt quân Bắc Hàng mang theo vài phần kích động. Ta là mẫu hậu con. Mộ thanh yên, ngươi đủ rồi. Ngươi còn không cao bằng ta, ngươi giả bộ cái gì? Ta là mẫu hậu con. Quân Bắc Hàng tức giận bất bình, trong lòng phẫn nộ, thở phì phò đi mất, để lại mộ thanh yên một mình đứng tại chỗ cười sảng khoái. Mộ thanh yên khoan thai đi về tẩm điện, tâm tình hôm nay là tốt nhất đời. Nàng chưa từng trải qua chuyện này, nàng muốn hỏa quốc, nàng muốn họa quân nàng muốn gây họa cho thương lăng trở lại tẩm điện mộ thanh yên nằm trên ghế quý phi khẽ hát nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ tâm tình thật tốt đột nhiên ánh trăng dần dần dày lên trải xuống một vòng lại một vòng một cái bóng quen thuộc từ ánh trăng đi ra tư mệnh vọng thư nhún nhảy một cái chạy đến bên cạnh mộ thanh yên cọ vào y phục quý phi của nàng vọng thư ngươi tới rồi mộ thanh yên nhíu mày cười khẽ kể hình như ngươi rất vui vẻ nha Vọng thư trừng lớn hai mắt. Lần này không vội muốn biết mệnh cách. Chương 4 Buông rèm nhiếp chính Nguồn Mê truyện audio com Trong đầu nghĩ chắc cũng không sai lắm. Tâm tình mộ thanh yên khá tốt, ồ, vậy ngươi nói thử chút xem, vọng thư cũng hứng thú, đại khái chính là để cho ta làm kế mẫu của thương lăng, sau đó ngược nhau giết nhau, đoạt quyền lẫn nhau, cuối cùng giết chết ta chứ sao mộ thanh yên không thèm quan tâm, nàng nói. Tưởng ngược ta, thật ra là thành toàn cho ta. Sao nói thế? Thương lăng khi còn bé bị ta đề đầu, chờ hắn lớn lên, ta trực tiếp tìm một cơ hội trả quyền lực lại cho hắn, sau đó sẽ cố ý để cho hắn giết. Thế này là ta có thể an ổn về tiên giới, đời thứ nhất ta vì hắn mà chết, đời thứ hai ta bị hắn giết chết, về tiên giới thì hắn sẽ không còn mặt mũi đi tìm ta gây sự mộ thanh yên nói rất có đạo lý ngươi nói như vậy dường như rất có đạo lý vọng thư tán thành gật đầu thật ra ngược nhất chính là một chữ tình mộ thanh yên yếu ớt thở dài đời này ta không cha không mẹ tứ cố vô thân không ràng buộc nàng ta lấy cái gì tới ngược ta không để tâm dĩ nhiên sẽ không thương tâm có thể nghe ngươi nói được như thế ta liền yên tâm vốn đang rất lo lắng cho ngươi vọng thư phủi váy Ánh trăng rơi xuống, bất quá, mệnh cách này so với ngươi nghĩ còn tốt hơn nhiều, ngươi xem đi, bảo đảm càng vui. Ngươi nói như vậy khiến ta cũng bắt đầu chờ mong mệnh cách này. Mộ Thanh Yên tiếp nhận tờ giấy vọng thư đưa qua xem kỹ, quả nhiên, Mộ Thanh Yên 15 tuổi trở thành thái hậu, trước mặt quân Bắc Hàn giết lệ phi, từ đó về sau gieo xuống thù hận, không đội trời chung. Hoàng đế quân Diệp Hoa băng hà, Mộ Thanh Yên buông rèm chấp chính, cùng thừa tướng Mạch Lưu Thương đại tướng quân doãn an nhiên thái phó mạnh tử nam ba vị đại thần phụ chính cùng nhau phụ tá tân quân quân bắc hàn lần đầu gặp gỡ thừa tướng mạch lưu thương thái hậu mộ thanh yên bị dung mạo khuynh thế của mạch lưu thương làm cho kinh ngạc trung tay đổ cả chén trà từ đó về sau si mê mạch lưu thương mộ thanh yên đọc đến đây trợn mắt há mồm nghẹn họng trân trối đây là cái gì quỷ trung tay đổ cả chén trà viết cặn kẻ như vậy là cái quỷ gì vì khoa trương biểu hiện ta chưa từng thấy mỹ nam chưa từng thấy việc đời sao chẳng phải chỉ gặp mỹ nam sao còn đổ cả chén trà sao viết ta đẳng cấp quá thấp vậy dạng mỹ nam gì ta chưa thấy qua mộ thanh yên không bình tĩnh cái mệnh cách quỷ gì xàm quá đi đầu óc giao cơ nhất định bị lừa đá thấy vẻ mặt mộ thanh yên vọng thư không tử tế cười ha hả ta biết ngươi thấy chỗ này sẽ xù lông Quả thực như vậy quá buồn cười, thật sự lúc ta thấy ta cũng cười muốn chết. Vọng Thư cười không dừng được, nhạt, quá nhạt. Vẻ mặt Mộ Thanh Yên ghét bỏ, đừng nói vậy, lỡ như trở thành sự thật thì sao? Vọng Thư cười toe toét, ta nhổ. Ta cho ngươi biết, ta mà nhìn thấy Mạch Lưu Thương liền đổ chén trà thì ta sẽ đi đè Thương Lăng. Vọng Thư trừng lớn hai mắt, nàng nói, Độc như vậy ngươi cũng dám cược, Thương Lăng là ai, tới gần ngài ngươi còn sợ? còn dám đè ngài. Cho nên ta cam đoan, nhất định sẽ không phát sinh chuyện này. Vọng thư nở nụ cười âm u, vậy ta nhớ kỹ. Mộ thanh yên cầm tờ giấy viết có mệnh cách xé nát, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, vận nội công trực tiếp hủy thành bột phấn, không sao cả, đời này địa vị cao hơn thương lăng, võ công cao hơn thương lăng, cũng thông minh hơn hắn, ta không có gì phải sợ. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt. Vọng thư đứng dậy phủi váy, ánh trăng rơi xuống một chỗ, vậy ta đi trước, ngươi phải tốt đó, ta ở tiên giới chờ ngươi trở về. Mộ Thanh Yên tựa trên ghế quý phi, cười xinh đẹp, hiện ra hết phong tư yêu hậu, biết rồi, chơi chán thì ta sẽ về. Vọng thư xoay người biến mất, Vọng thư mới vừa rời đi, cung nữ Tử Tô bên cạnh Mộ Thanh Yên vội vội vàng vàng chạy vào, nương nương, không ổn rồi, thái tử uống thuốc độc tự sát. Mộ Thanh Yên nhíu mày, khóe miệng treo một nụ cười xinh đẹp, bắt đầu chơi rồi nói xong nàng đứng lên đi đi xem một chút hai người đi nhanh đến đông cung đèn đuốc sáng trưng bên trong đông cung từng thái giám cung nữ đều vội vã mười phần sốt ruột nhìn tình thế vô cùng gấp gáp lúc mộ thanh yên đi tới gian phòng quân bắc hàn hắn đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt môi thâm tím thái y đang ngồi ở bên giường nơm nớp lo sợ châm cứu giải độc cho hắn tham kiến hoàng hậu nương nương miễn lễ thái tử thế nào hồi nương nương trúng độc không sâu phát hiện sớm nếu không hậu quả khó mà lường được trên mặt thái y kia đổ rất nhiều mồ hôi nhìn ra được ông ta vô cùng khẩn trương nương nương thái tử để lại một phong di thư hiện tại đã đưa đến chỗ hoàng thượng tử tô nhỏ giọng nhắc nhở bên tai mộ thanh yên mộ thanh yên không nhanh không chậm đi tới bên giường quân bắt hàng ngồi xuống tự tay thăm dò mạch hắn mạch đập một cái chân mày nàng nhíu một cái phất tay lên tất cả các ngươi đều lui xuống đi thái y sửng sốt nương nương việc này không tốt đâu thái tử điện hạ vẫn còn đang nguy cấp chân mày mộ thanh yên nhíu lại sầm mặt thái y sợ đến mức trung lập cập lui xuống mộ thanh yên tràn ngập uy nghi khiến cho tất cả mọi người trong phòng sợ đến trung lập cập không còn ai dám dị nghị tất cả mọi người lui xuống trong phòng chỉ còn lại hai người mộ thanh yên và quân bắc hàn yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ, ta đếm ba tiếng, không dậy, ta liền không khách khí với con nữa. Mộ thanh yên giận tái mặt, nhìn quân Bắc hàng nằm trên giường, sắc mặt lạnh như băng sương, một, hai, ba, mộ thanh yên cầm ngân châm trong hòm thuốc thái y để lại, châm vào thân mạch quân Bắc Hàn người quân Bắc Hàn đau đón, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể như con tôm búng lên, mộ thanh yên, ngươi điên rồi. Quân Bắc hàng đau đớn gào to, điên ngươi thông đồng thái y giả vờ trúng độc đưa di thư cho hoàng thượng chuyện này một khi điều tra ra một đám người trong cung này phải chết quân bắc hàn ngươi có đầu óc hay không mộ thanh yên rất tức giận làm thái tử thì phải có dáng vẻ thái tử ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi bệnh đầu óc cũng không thanh tỉnh sao mộ thanh yên ta không cần biết ông ta thanh tỉnh hay không thanh tỉnh nhưng ta muốn ngươi không được an bình Quân Bắc Hàn tức giận hừ một tiếng, Mộ Thanh Yên cười lạnh một tiếng, nàng tiến lên bắt lấy tay Quân Bắc Hàn, Quân Bắc Hàn thấy vậy vội tránh né, thế nhưng Mộ Thanh Yên từ nhỏ đã bị huấn luyện hà khắc, khí lực và võ công không phải Quân Bắc Hàn có thể so sánh, Quân Bắc Hàn tránh một hồi cũng không tránh được, chắc một tiếng, Mộ Thanh Yên nhặt cây quạt ngà bên cạnh đánh vào lòng bàn tay Quân Bắc Hàn, Quân Bắc Hàn đau đớn nhưng không kêu gào, thần sắc âm trầm, muốn ta không được an bình, trước hết thì mình phải đủ lông đủ cánh chắc một cái, Mộ Thanh Yên lại đánh xuống, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn đấu với ta, chết thế nào ngươi cũng không biết đâu. Mộ Thanh Yên nói một câu liền đánh một cái, đánh đến mức lòng bàn tay quân Bắc Hàng đỏ ửng, chờ ngươi tự mình chấp chính, quyền lực đều nắm trong tay, ngươi muốn giày vò ai cũng được, nhưng trước đó, ngươi phải nhẫn, phải nhịn mới ngẩng đầu được. Chắc chắc chắc, Mộ Thanh Yên tức giận đánh liên tục ba lần, tay quân Bắc Hàng đã đổ máu nhưng hắn vẫn không lên một tiếng không gào, cũng bất động, lặng lặng trừng mộ thanh yên, mỗi ngày chơi mấy trò ngây thơ này có ích lợi gì? Ai bị thương? Dùng chút đầu óc được không? Mộ thanh yên chưa hết giận, lại đánh thật nhiều cái, quân Diệp Hoa ngồi trên vị trí này dựa vào tâm kế và sự tàn nhẫn, nếu như quân Bắc Hàn không học được. Sớm muộn sẽ bị nhai đến mẫu xương cũng không còn, cho nên lúc mộ thanh yên giáo huấn quân Bắc Hàn không chút nương tay, vì muốn cho hắn biết, Sinh ở hoàng gia có bao nhiêu tàn khốc, sau khi đánh thật nhiều, lòng bàn tay quân Bắc Hàn đã be bét máu thịt, đau như vậy nhưng quân Bắc Hàn không kêu một tiếng. Mộ Thanh Yên ngẩng đầu, thấy cặp mắt trầm tĩnh lại ẩn nhẫn của quân Bắc Hàn, phản phất như nhìn thấy Hề Minh hút trước đây, vừa kiên cường vừa trầm tĩnh, trong chớp mắt ấy, tim Mộ Thanh Yên bỗng nhiên đau đớn, Mộ Thanh Yên than nhẹ trong lòng. "Đời trước ngươi che chở ta như thế, đời này liền để ta tới bảo vệ ngươi." trưởng thành đừng để ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể hiểu ý ta. Sau khi mộ thanh yên nói xong, tức giận triệt để tiêu tan, nàng lấy bình thuốc từ rương của thái y ra, kéo quân Bắc Hàn ngồi xuống, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho quân Bắc Hàn, nàng cúi đầu nên không phát hiện quân Bắc Hàn luôn nhìn nàng. Trong thần sắc hoàn toàn không có dáng vẻ ngây thơ khi nãy, mộ thanh yên bôi thuốc cho quân Bắc Hàn xong còn thổi một cái, nàng dùng băng vải băng bó kỹ cho quân Bắc Hàn, sau đó đưa tay trả lại hắn, mấy ngày nay không được đụng vào nước, nếu không vết thương sẽ. Nhiễm trùng. Lúc thay thuốc gọi Thái Y tới thay cho con, đừng tự thay biết không. Mộ thanh yên nói xong, không đợi quân Bắc Hàn trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quân Bắc Hàn, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chầm chầm mộ thanh yên, đôi đôi tối tâm như hắc ngọc lóe sáng, nghe không hiểu à. Mộ thanh yên, ngươi không được dông điệu người lớn dạy trẻ con để giáo huấn ta. Mộ thanh yên nhíu mày, nghĩ thầm, thằng nhóc này bị nàng đánh một trận, lòng tự trọng nhất định bị tổn thương, thế là mộ thanh yên tung ra kinh nghiệm dỗ dành trẻ con khi còn làm bác sĩ ra an ủi quân Bắc Hàn, được được được, Bắc Hàn lớn lên là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể nhịn đau, hiểu đạo lý. Ai ngờ quân Bắc Hàn giật giật khóe miệng, vẻ mặt kinh bị ghét bỏ nhìn chầm chầm mộ thanh yên, ngươi đang lừa đứa trẻ ba tuổi. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Mộ thanh yên hại não, cái thằng nhóc này chẳng nghe lời chút nào, làm loạn còn dày vò nữa, không cần biết con mấy tuổi, không nghe lời ta liền đánh con, ta nói trước, lần này đánh tay, lần sau đánh mông. Ai ngờ quân Bắc Hàn hoàn toàn không trúng chiêu này, hắn nói. Mộ thanh yên, ta cho ngươi đánh thì ngươi dám đánh sao? Con nói ta có dám hay không? Đột nhiên quân Bắc Hàn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống mộ thanh yên, ngươi chỉ lớn hơn ta 3 tuổi, vừa mới cập kê, áo còn chưa cởi, ngươi lại muốn sờ mông ta, ngươi không xấu hổ sao? Mộ thanh yên sững sờ, hù nàng hả? Nếu như người trước mắt là Minh Húc, hay là Thương Lăng, nàng sẽ sợ, nhưng trước mắt là quân Bắc Hàn, là con trai nàng, con trai uy hiếp mẫu thân, sao sợ được? Mộ thanh yên cũng đứng lên, cường thế đè ép lại, chỉ thiếu chút là mặt dáng mặt, coi như ta nhỏ hơn con 3 tuổi thì cũng là mẫu hậu con. Có tư cách giáo huấn con, đừng nói đánh mông con, đem con lột hết ra bên ngoài ta cũng dám. Trong lòng mộ thanh yên sản khoái vô cùng, con hàng này thích ăn đòn, nàng nhịn lâu rồi, lần này rốt cuộc đến phiên nàng bá chủ, toàn thân cao thấp của con chẳng phải có chút đồ vật kia sao. Nhỏ như vậy chẳng có gì để xem, không chừng còn không thể dùng, ta có cái gì mà phải e lệ. Quân Bắc hàng sững sờ trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được lời này xuất phát từ miệng một nữ tử như mộ thanh yên, bỗng nhiên khuôn mặt hắn liền nóng lên, thứ đồ kia nàng cũng dám nói thẳng, quân bắc hàn lui về phía sau trong lúc nhất thời không lời nào để nói thấy dáng vẽ quân bắc hàn trong lòng mộ thanh yên càng thêm thoải mái đời này kết thúc nếu như thương lăng nhớ lại chính mình đã từng sợ hãi như vậy hắn có bùng nổ hay không được rồi dọn dẹp một chút ngủ sớm một chút thức khuya không tốt với sự phát triển của trẻ con phải trưởng thành thành hùng ưng đừng để cuối cùng héo thành gà con mộ thanh yên vỗ vỗ tay vẻ mặt đắc ý đứng dậy xoay người ra khỏi tẩm điện quân Bắc Hàn, để lại quân Bắc Hàn một mình vẫn đang ngu người chưa lấy lại tinh thần, sau một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, tay áo đảo qua, quét sạch chén trà trên bàn xuống đất, mộ thanh yên, yêu phụ nhà ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết thẹn, ngươi mới héo thành gà con, ngươi chờ ta đó. Quân Bắc Hàn hét lớn, nhưng mộ thanh yên đã đi xa, hoàn toàn không nghe được. Chương 5 Tân Đế Đăng Cơ Nguồn Mê truyện audio com Lúc Quân Bắc Hàn còn đang phát điên, tiểu thái giám bên cạnh hắn là Tiểu Linh Tử đi từ ngoài vào, "Điện hạ, người làm sao vậy?" "Gặp phải đảng phụ." Quân Bắc Hàn đen mặt, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn bị đùa giỡn, "A." À. Tiểu Linh Tử suy nghĩ kỹ một chút, người vừa mới đi ra chẳng phải là hoàng hậu sao, "A à, cái rắm." "Việc bảo ngươi làm xong chưa?" tiểu linh tử vội vàng đưa cái hộp trong tay cho quân bắc hàn quân bắc hàn nhận cái hộp thần sắc trở nên nặng nề hắn mở hộp ra chỉ thấy bên trong có một đôi giày đầu hổ một tấm tả lót một cái yếm nhỏ và một cây trâm hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve những thứ đồ của trẻ sơ sinh này sau khi lệ phi chết cung của người liền loạn nô tài đi vào tìm đồ cũng không có ai ngăn cản tiểu linh tử nói quân bắc hàn gật đầu hắn nói tiện nhân lệ phi này chết quá tiện nghi nếu rơi vào tay ta ả tuyệt đối không được tốt như vậy đúng vậy trước đây lệ phi nương nương hại chết mẫu thân nhu phi nương nương của điện hạ cướp điện hạ tội ác tày trời siết chết ả mà nói thì quá nhẹ tiểu linh tử cũng tức giận bất bình chuyện này nhất định phải giấu cho tốt đừng để cho mộ thanh yên biết điện hạ yên tâm nô tài hiểu ạ à. ta vừa mới thăm dò mộ thanh yên một chút ta phát hiện nàng ta hình như không có hận ta như vậy cũng không có ý muốn đẩy ta vào chỗ chết. Quân Bắc hàng cau mày, nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy của Mộ Thanh Yên, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, còn giả vờ làm bề trên của hắn, điện hạ đừng phớt lờ, vị này không thể so với Lệ phi, người đó là một nhân vật lợi hại. Tiểu Linh tử lo lắng nói, trước đây cả nhà Mộ phủ bị diệt không còn ai trừ nàng, vào cung 3 năm nắm quyền hậu cung không ai dám trêu chọc, phụ hoàng tự mình dạy bảo bồi dưỡng, giao phó Giang Sơn cho nàng ta, nếu như không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể. Quân Bắc Hàn hừ lạnh, điện hạ nhẫn nhục nhiều năm, vạn lần phải kiên trì lên cho đến ngày nắm quyền. Yên tâm đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ thu phục nàng ta. Quân Bắc Hàn siết chặt quả đấm, bóng đêm tràn ngập, màn đêm bao phủ, mây đen đè thấp trên bầu trời, ép người ta hít thở không thông. Trong ung hòa cung truyền đến tin dữ của quân Diệp Hoa, bệnh tình nặng thêm, đến thời khắc tối hậu, mộ thanh yên liền vội vội vàng vàng chạy tới ung hòa cung trong đêm, thấy quân Diệp Hoa đang luyến tiếc nằm trên giường bệnh, hai mắt hỏng sâu, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có dáng dấp vương giả hăng hái xông vào mộ phủ đại khai sát giới ban đầu, mới ba năm, chỉ chớp mắt thôi mà hắn đã phải cưỡi hạt về Tây, nói không cảm khái là không có khả năng, thanh yên. Giọng quân Diệp Hoa yếu ớt truyền đến, Hoàng thượng, ta ở đây thật không nghĩ tới trẫm lại đi thế này, trẫm không cam lòng. Giang sơn tươi đẹp của trẫm, người trẫm tâm tâm niệm niệm là nàng, đều phải rời trẫm mà đi. Thanh yên, trẫm hối hận, không nên chờ nàng ba năm, kết quả vẫn không được. Mộ thanh yên cười nhạt, ba năm trước đây nàng mới 12 tuổi còn là một bé gái, hắn cũng ra tay luôn hả. Thực sự là cầm thú, đáng đời đoản mệnh, thanh yên, nàng rất vui phải không? Không có trẫm nàng tự do rồi. Đúng vậy đó, quân diệp hoa sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Ngay cả lời thật cũng dám nói, xem ra trẫm thật là vô dụng. Hoàng thượng, người an tâm đi, vậy nàng sẽ thay trẫm phụ tá Bắc Hàn, bảo vệ giang sơn thanh quốc này sao? Sẽ sẽ thì tốt, quân diệp hoa thở dài một hơi. Trẫm thật không cam lòng. Người không cam lòng nhiều lắm, hoàng thượng vẫn còn có thể mở một đường máu trong đám hoàng tử. Cuộc đời tốt xấu cũng xem như là viên mãn. Có vài người vừa sinh ra liền chết, có vài người chưa hiểu gì đã chết, đều là mệnh. Mộ Thanh Yên không mang theo bất kỳ tâm tình gì, mặt không đổi sắc nói, nàng nói thử xem lỡ như không để ý, nàng cũng chết thì sao? Mộ Thanh Yên cười nhạt, chết là về tiên giới đó, ước mong gì nữa, vậy thì chết thôi, chết thì chết, không cần phải không cam lòng như vậy, nói không chừng khi đầu thai lại là một trang hảo hán. Quân Diệp Hoa bị mộ thanh yên chọc cười, hắn cười rồi ho ra một vũng máu, tổng quản thái giám cao công công vội qua lau máu thuận khí cho quân Diệp Hoa, thái tử điện hạ cầu kiến, truyền, sau khi quân Diệp Hoa ho khang một búng máu, cả người lại đi nửa cái mạng, vẻ mặt hoảng hốt, quân Bắc Hàn đi tới bên giường quân Diệp Hoa, mộ thanh yên đứng dậy đi ra ngoài, lúc hai người gặp thoáng qua, mộ thanh yên công môi cười, bên khóe miệng đều là sự khinh bỉ và khiêu khích. Quân Bắc Hàn sầm mặt lại, quả đấm không khỏi siết chặt, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Mộ Thanh Yên cười vui vẻ hơn, đi nhanh ra khỏi tẩm điện quân Diệp Hoa, lúc nàng mới vừa ra khỏi cửa, nghe quân Diệp Hoa lại bắt đầu mãnh liệt ho khan, gần như muốn ho văn cả phổi ra, quân Bắc Hàn đến quỳ xuống trước mặt quân Diệp Hoa, phụ hoàng Bắc Hàn, nhớ kỹ, sau khi nắm quyền, nhất định phải giết Mộ Thanh Yên. Quân Bắc Hàn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không trả lời, tâm tư nàng gian xảo, ẩn nhẫn không phát ra nếu như nàng vẫn còn, thanh quốc Giang Sơn sẽ chôn vùi, bằng lòng với trẫm, con thề đi. Phụ hoàng, nhi thần thề, giết chết mẫu phi của nhi thần, tuyệt đối sẽ không nương tay. Tốt, tốt. Quân Diệp Hoa vương tay kéo quân Bắc Hàn, Bắc Hàn, con phải nhớ kỹ, người làm vua nhất định phải ngoan độc, tàn nhẫn với mình một, tàn nhẫn với kẻ khác mười. Phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không quên. Quân Diệp Hoa gật đầu, một hơi nuốt xuống, mắt nhắm lại, triệt để không còn hơi thở, trong ung hòa cung, thái giám hô to một tiếng. Hoàng thượng băng hà, lúc này, mộ thanh yên đứng ở cửa đại điện ung hòa cung công môi cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những vì sao trên bầu trời, quân diệp hoa băng hà, quân bắc hàng 12 tuổi kế vị. Quân diệp hoa để lại một đạo di chiếu. Thái hậu mộ thanh yên buông rèm chấp chính, thừa tướng mạch lưu thương, đại tướng quân doãn an nhiên thái phó mạnh tử nam coi như phụ chính đại thần cùng nhau phụ tá quân Bắc Hàn, cho đến khi quân Bắc Hàn 16 tuổi tự mình chấp chính, sau khi tuyên di chiếu, mộ thanh yên cùng quân Bắc Hàn triệu kiến ba vị phụ chính đại thần tại ngự thư phòng, mộ thanh yên cùng quân Bắc Hàn ngồi song song, tóc dáng quân Bắc Hàn cao hơn mộ thanh yên một ít, liếc mắt nhìn qua cứ như bằng tuổi, mộ thanh yên bưng. Một ly trà, hương trà lượng lờ thấm vào ruột gan, lúc ba vị phụ chính đại thần vào ngự thư phòng, nhất tề quỳ xuống, vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương. Quân Bắc hàng phất tay lên. Bình thân, mộ thanh yên ngẩng đầu nhìn về phía ba người, nàng muốn nhìn xem gian phu mạch lưu thương của mình đã bao nhiêu tuyệt sắc. Sau khi ba người bình thân, mộ thanh yên liếc mắt liền nhận ra mạch lưu thương ở giữa. Nàng trừng lớn hai mắt, tâm đập tay rung, chén trà nghiêng đi, nàng nghĩ mình phải bình tĩnh nên vội đỡ lại, không đỡ còn tốt, vừa đỡ thì toàn bộ cái chén đều rơi xuống, tiếng chén trà vỡ vụn thanh thúy vang lên nổi bật trong ngự thư phòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía mộ thanh yên, vẻ mặt doãn an nhiên và mạnh tử nam kinh ngạc, vẻ mặt quân bắc hàng ghét bỏ kinh bỉ, chỉ có mạch lưu thương mỉm cười, trầm tĩnh lại bao dung. Mạch lưu thương quả thực rất đẹp, đẹp kinh khủng, da. Thịt trắng nõn non mịn, khuôn mặt tinh xảo như là một khối mỹ ngọc. Mũi cao thẳng, đôi môi tinh tế hợp với cặp mắt hồ ly khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh mộ thanh yên làm sao cũng thật không ngờ lục trà nữ giao cơ an bài giang phu lại chính là nhà nàng hồ ly nhà nàng hơn nữa vẻ mặt hồ ly nhìn nàng còn có nụ cười ở khóe miệng hắn hết thảy đều nói rõ hắn chính là hồ ly không phải chuyển thế không đầu thai chính là hồ ly thanh khâu gian trá giảo hoạt lại phúc hắc một cảm giác thân thiết quen thuộc tự nhiên sinh ra mộ thanh yên suýt chút nữa không nhịn được sông lên, đem hết ủy khuất quán hận cùng khổ cực phát tiết ra, trong lúc nhất thời, mộ thanh yên cứ sững sờ nhìn mạch lưu thương như vậy, mà mạch lưu thương cũng mỉm cười nhìn mộ thanh yên, ba người còn lại đã hoa hoa lệ lệ bị bơ rồi. Liếc mắt nhìn liền thấy giống như một đôi tình lữ mặt dày liếc mắt đưa tình, lớn mật trực tiếp khiến người ta thật xấu hổ, đại tướng quân Doãn An Nhiên ước chừng chừng 20 tuổi, tuổi còn nhỏ, phong nhã hào hoa, lúc này vẻ mặt vẫn trầm tĩnh lẳng lặng xem cuộc vui thái phó mạnh tử nam có chút không nhịn được ông ta thổi râu mép hoa râm đến mấy lần sắc mặt hết sức nôn nóng khó coi tiên đế chân trước mới vừa đi kẻ này chân sau liền không chịu nổi tịch mịch muốn thông đồng với thừa tướng hai người này ánh mắt thông đồng trần trụi luôn kìa đồi phong bại tục thói đời bây giờ quả thực không ra thể thống gì mạnh tử nam nôn nóng dựng râu trừng mắt lòng như lửa đốt mà sắc mặt quân bắc hàng bên cạnh mộ thanh yên thì hoàn toàn đen xuống sắc mặt hắn khó coi trừng mộ thanh yên trong lòng có một cổ tức giận khó hiểu xông lên đầu đảng phụ này vừa mới đùa dẫn hắn lại đi thông đồng thừa tướng quả thực không biết liêm sĩ quả thực đạo đức bại hoại quả thực không thể nhịn được nữa quân bắc hàn rất tức giận hắn duỗi tay luồn xuống dưới bàn dùng sức nhéo lên đùi thanh mộ thanh yên một cái mộ thanh yên bỗng nhiên thấy tê rần thu tầm mắt lại đảo mắt khiếp sợ nhìn quân bắc hàn hoàng thượng người có chuyện gì mộ thanh yên nghiến răng nghiến lợi tên tiểu hỗn đảng này sợ thiên hạ không loạn một ngày yên ắng là không an lòng sao thái hậu chúng ta chẳng phải cần bắt đầu vào chủ đề chính sao quân bắc hàn cũng nghiến răng nghiến lợi nữ nhân hư hỏng này vẫn còn dám tức giận là trách hắn cắt ngang nàng ta liếc mắt đưa tình với thừa tướng sao đẹp thì ghê gớm lắm sao nam nhân đẹp phần lớn là không dùng được đặc biệt là loại như thừa tướng này trong lòng quân bắc hàn phỉ nhổ mộ thanh yên cùng mạch lưu thương vậy thì vào vấn đề chính đi mộ thanh yên trợn mắt giận giữ nhìn quân bắc hàn quay đầu thu liễm thần sắc chậm rãi mở miệng tiên hoàng vừa mới về cõi tiên tang lễ phải làm tân hoàng phải lập tức đăng cơ đại điển cũng cần chuẩn bị không biết ba vị đại thần có ý kiến gì không vi thần cho rằng nước không thể một ngày không có vua hai chuyện tang lễ của tiên hoàng và đăng cơ của tân hoàng, lúc này lấy lên ngôi làm đầu. Mạch lưu thương chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người mộ thanh yên, thừa tướng, hai chuyện tang lễ và đăng cơ có thể đồng thời chuẩn bị, cả triều văn võ đại thần không phải chỉ có một người mà không phân thân nổi. Giọng quân Bắc Hàn có chút bất thiện. Chương 6 Tân đế đăng cơ 2 Nguồn Mê truyện audio.com mạch lưu thương quay đầu nhìn về phía quân bắc hàn nhíu nhíu mày cười càng vui vẻ nhưng việc gì cũng phải có trước sau cũng không thể tang lễ cùng một ngày với đăng cơ hoàng thượng người thấy thế nào mộ thanh yên rất nghi hoặc thằng nhóc quân bắc hàn này hôm nay vì cái lông gì mà không bình thường vậy chẳng lẽ lại bị ai cướp đồ chơi cứ như ăn phải thuốc nổ ấy thái hậu trẫm chỉ nói là hai chuyện có thể cùng chuẩn bị một thời gian chứ không nói muốn cùng một ngày ngươi nghĩ thế nào đấy? Trong lòng có quỷ liền không rõ phải trái trắng đen sao? Quân Bắc hàng trợn mắt nhìn mộ thanh yên, nữ nhân hư hỏng này lại che chở giang phu. Thật là quá đáng, hoàng thượng, thái hậu, hai người đừng nóng, đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói. Thái phó mạnh tử nam thấy vậy cực kỳ nôn nóng, vội nhảy ra điều hòa không khí, ông ta thổi thôi râu mép hoa râm một cái, thiệt là rầu thúi ruột mà. Thái phó chớ lo, Hoàng thượng vừa mới mất phụ hoàng nên tâm tình không tốt, tuổi còn quá nhỏ, ai gia sẽ không tính toán, dù sao, ai gia cũng là mẫu hậu của hoàng thượng, không có gì không thể bao dung. Mộ thanh yên nói đến hai chữ mẫu hậu còn cố nhấn mạnh thêm. Sắc mặt quân Bắc Hàn càng thêm khó coi, lại đưa tay qua dùng sức bóp một cái trên đùi mộ thanh yên, mộ thanh yên đau đớn, sắc mặt khó coi, cái thằng nhóc này, muốn quẩy kiểu gì đây? Vừa đánh lần trước, lần này liền không nhớ nữa, mạnh tử nam thấy tư thế sai sai nên ông ta vội vàng nhảy ra, thái hậu, thái hậu, người đừng tính toán, hoàng thượng cũng có suy nghĩ của người. Cho nên tình hình hôm nay còn cần thương thảo không? Rốt cục Doãn An Nhiên cũng mở miệng, chân mày hơi cau lại, vẻ mặt lạnh lùng, đương nhiên cần. Đương nhiên cần. Mộ Thanh Yên cùng quân bắt hàng trăm miệng một lời nói ra, hai người liếc mắt nhau rồi lại quay đầu đi. Mạnh tử nam thấy tình hình này mà sầu muốn chết, thái hậu và hoàng thượng rõ ràng không vừa mắt nhau, không bằng hoàng thượng và thái hậu nghỉ một lát, uống một ngụm trà, để ba người chúng thần thương thảo trước, có kết luận rồi thì hoàng thượng cùng thái hậu sẽ định luận. Ánh mắt mạch lưu thương xoay chuyển, mỉm cười, biết mắt là có thể khiến người ta hãm sâu, được mộ thanh yên vui vẻ bằng lòng, nâng chén trà lên uống nhiệt tình, quân bắt hàng trầm mặt, cũng nâng chén trà lên nghe ba người phía dưới thảo luận, hắn vừa uống một ngụm trà, còn chưa nuốt vào, đột nhiên cảm giác nước trà trong cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, lập tức kẹp lấy ít hầu, bỗng nhiên hắn ho khan, hoàng thượng, hoàng thượng không sao chứ. Mạnh tử nam gấp đến độ xoay vòng vòng, thiếu chút chạy lên vỗ lưng thuận khí cho quân Bắc hàng, mộ thanh yên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mạch lưu thương liền thấy nụ cười giảo hoạt nơi khóe mắt của hắn, nhất thời, tâm tình mộ thanh yên liền vui sướng, đối phó với nếp tranh thì phải ác chút. Mộ thanh yên quay đầu, giả vờ thuận khí giúp quân Bắc Hàn, hoàng thượng, không sao chứ. Quân Bắc Hàn kìm lại, hắn lắc đầu, lúc hắn đang muốn nói chuyện lại phát giác cổ họng mình hỏng rồi, chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn không ra lời, mộ thanh yên lập tức hiểu ra, thằng ranh con quân Bắc Hàn này câm miệng thì chuyện gì cũng dễ thương lượng, hồ ly quả nhiên gian trá lại giả hoạt, trong lòng mộ thanh yên thầm thấp cho quân Bắc Hàn nén nhang, không có việc gì không có việc gì có lẽ là sạch thôi, chút là ổn à, đừng sợ. Mộ thanh yên vỗ vỗ lưng quân Bắc Hàn trấn an, con nghỉ ngơi cho tốt, nghe chúng ta thương thảo là được rồi. Sắc mặt quân Bắc Hàn nhất thời không thể khó coi hơn nữa, cuộc thương thảo lần đầu tiên giữa ấu đế chưa thể tự mình chấp chính, thái hậu buông rèm chấp chính, ba vị phụ chính đại thần cứ hoa lệ kết thúc như vậy, toàn bộ quá trình quân Bắc Hàn đều đen mặt, một câu cũng không nói ra được. Nhìn mộ thanh yên liếc mắt đưa tình với mạch lưu thương, nhìn mạnh tử nam dựng râu trừng mắt nghiêm túc, nhìn Doãn An Nhiên mặt đơ ít nói, cuối cùng, quyết định đăng cơ và tang lễ đồng thời chuẩn bị, lễ lên ngôi do Thái Phó Mạnh Tử Nam phụ trách, tang lễ do Thừa Tướng Mạch Lưu Thương phụ trách, Doãn An Nhiên thì phụ trách trị an toàn thành, thông thảo kết thúc, ai về nhà nấy, mộ thanh yên nằm trên ghế quý phi trong sân trường nhạc cung khẽ hát, tâm tình vô cùng tốt. Xem ra, Thừa Tướng và Thái Hậu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không đồng gian trá là chuẩn rồi, nhưng mà âm thầm thông dâm là cái gì quỷ? Mộ Thanh Yên cảm thấy giao cơ thật xàm quá rồi, lúc này, Tử Tô đi tới thi lễ một cái, thái hậu nương nương, thừa tướng tới. Truyền mạch Lưu Thương ung dung ưu nhã đi vào trong viện, mỉm cười, đôi mắt hồ ly tinh xảo đặc biệt dụ người, Mộ Thanh Yên phất tay một cái. Tất cả lui xuống đi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời khỏi, trong viện chỉ còn lại hai người Mộ Thanh Yên cùng Mạch Lưu Thương. Mạch Lưu Thương thoải mái ngồi xuống bên cạnh ghế quý phi của mộ thanh yên, khóe môi cong lên vui vẻ hơn, hồ ly, sao ngươi lại tới? Vẻ mặt mộ thanh yên hưng phấn, không yên lòng ngươi chuyên gây rắc rối, sợ ngươi lại gieo mầm tai vạ, cho nên mới đi trong. Vẻ mặt Mạch Lưu Thương ghét bỏ, ta có thể gieo mầm tai vạ gì chứ? Mộ thanh yên biểu môi, vẻ mặt không vui, đời trước suýt chút nữa ngươi nghịch cải thiên mệnh, ngươi không biết à. Mộ thanh yên lập tức ủ rũ, nàng biết chứ, thiên mệnh là lý thị hủy diệt, hoàng thị khai sáng tân triều thịnh thế mà mục tiêu trước đây của nàng chính là bảo vệ bình an cho cả nhà lý gia. Nếu nàng thành công thì thiên mệnh đã bị thay đổi, hậu quả khó mà lường được thấy vẻ mặt mộ thanh yên ủ rũ, mạch lưu thương thở dài, đến lúc đó ngươi chết thì không sao, lỡ như ngươi khai ta ra luôn, ngươi không uống mạnh bà thang là do ta giật dây, vậy ta liền gặp xui xẻo theo, cho nên ta phải đi trong chừng ngươi. Nói xong lời này, Mạch Lưu Thương ra vẻ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, kinh bỉ ghét bỏ. Hồ Ly chết tiệt. Ngươi độc miệng như vậy sẽ không ai thèm đâu. Mộ Thanh Yên tức giận, tới ta mà không ai thèm, vậy chẳng phải ngươi cũng thừa tới thiên hoang địa lão luôn à, tự nguyền rủa mình hả? Mộ Thanh Yên trợn mắt giận giữ nhìn Mạch Lưu Thương, được rồi, thu hồi cái uy hiếp của ngươi đi, cùng lắm chỉ hù được quân Bắc Hàn, thật là khờ. Mạch Lưu Thương nói xong khẽ cười, cười rất thiếu đòn nhưng lại tốt cho mắt, mộ thanh yên yếu ớt thở dài. Ngươi lo lắng cho ta cứ việc nói thẳng, còn tìm nhiều lý do như vậy, ngươi cho rằng ta biết ngươi ngày đầu tiên sao? Tất nhiên không phải ngày đầu tiên quen biết, vậy ngươi còn tranh luận với ta làm gì? Trái phải đều nghèo từ đối lý, cho tới bây giờ vẫn không nói lại ta. Mộ thanh yên thua, cái tên hồ ly giảo hoặc phúc hắc độc miệng trước mặt, nàng sẽ không thắng nổi, sao ngươi lại biến thành mạch lưu thương, mạch lưu thương chân chính đâu rồi? Gửi tới thanh khâu làm khách rồi. Có thể đem việc bắt cóc đánh tráo nói dễ nghe như vậy, cũng chỉ có hồ ly chết tiệt này ta nói chính sự chút nha. Sao? Ung hòa cung, thái y cẩn thận kiểm tra yết hầu cho quân bắt hàng, nhưng làm sao cũng không tìm được vấn đề, hoàng thượng, vi thần không phát hiện dị dạng gì. Thái y nơm nớp lo sợ, ngươi là tên lang băm, ngay cả cái yết hầu cũng trị không khỏi, cần ngươi làm gì nữa. Quân Bắc Hàn tức giận, ngự y sững sờ, ông ta bình tĩnh nhìn Quân Bắc Hàn hai giây, "Hoàng, hoàng thượng, người có thể nói chuyện rồi." Quân Bắc Hàn sững sờ, hắn sờ sờ cuốn họng mình, "Hả?" Cảm giác khác thường không có, giọng nói cũng có rồi, làm sao kỳ quái như vậy, được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi. Quân Bắc Hàn không kiên nhẫn phất tay một cái, thái y một giây cũng không dám ở lại vội vã lui xuống, quân Bắc Hàn phiền não trong lòng, cũng không biết xảy ra vấn đề chỗ nào, phụ hoàng vừa mới mất, hắn vừa chuẩn bị đăng cơ, tại giờ phút quan trọng này nhất định không thể phạm sai lầm. Nhìn quân Bắc Hàn đi qua đi lại, nôn nóng bất an, luôn cảm thấy chỗ nào sai sai, hoàng thượng, hoàng thượng, người khó chịu ở đâu à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái hậu lại làm khó dễ người sao? Tiểu Linh tử lo lắng, chủ tử của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ đã trưởng thành, chưa bao giờ thế này, tiểu Linh tử người nói nữ nhân hư hỏng kia có thể dụ dỗ được thừa tướng mạch lưu thương không a à, ai kẻ nào đương nhiên là mộ thanh yên hoàng thượng chuyện này không thể không phòng dù sao một người buông rèm chấp chính một người phụ chính đại thần nếu như thông đồng cùng nhau sợ rằng sẽ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngài tiểu linh tử nghiêm túc suy nghĩ phân tích chính xác cho nên nô tài kiến nghị người nên triệu kiến thái phó mạnh tử nam và đại tướng quân doãn an nhiên ổn định họ trước rồi nói tiếp chân mày quân bắc hàn nhíu chặt hơn dường như hắn không muốn gặp hai người bọn họ không sao thái phó trung quân ái quốc đại tướng quân cương trực công chính tạm thời tin được đúng vậy nơi nào giống như thừa tướng vừa nhìn liền thấy gian trá giảo hoạt không phải sao gấp gáp nịnh bợ thái hậu tiểu linh tử vừa nói vừa phỉ nhổ quân bắc hàn sửng sốt ngươi nói cái gì nô tài nói thái phó trung quân ái quốc đại tướng quân. Không phải không phải, câu tiếp theo. Thừa tướng giảo hoạt gian trá. Lại câu tiếp theo. Định bờ thái hậu. Hỏa khí của quân Bắc Hàn lập tức chầm chậm, chậm bốc lên, mạch lưu thương ở đâu? Trường nhạc cung. Quân Bắc Hàn giận dữ. Phụ hoàng vừa mới đi, nữ nhân hư hỏng này lại thông đồng với nam nhân, quả thực không thể nhịn. Quân Bắc Hàn xoay người một cái rời khỏi ung hòa cung, hoàng thượng, Hoàng thượng người đi đâu vậy? Tiểu Linh Tử vội vàng đuổi theo, Bắc Giang, Trường Nhạc cung, hậu hoa viên, đôi mắt Mộ Thanh Yên sáng quắc nhìn Mạch Lưu Thương, ngươi từ thanh khâu đến sẽ mang cho ta chút điểm tâm phải không? Mạch Lưu Thương ghét bỏ liếc Mộ Thanh Yên, đây chính là chính sự của ngươi. Dĩ thực vi thiên, lúc đói bụng thì không thể nào suy nghĩ, sao đàm luận quốc gia đại sự được nữa. Mạch Lưu Thương dễu cợt liếc Mộ Thanh Yên, phất tay lên một hộp đựng thức ăn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn qua, phải tiết kiệm một chút, đem nhiều như vậy. Hai mắt mộ thanh yên sáng lên, tiếp nhận điểm tâm ăn nhiệt tình, mùi này quá quen thuộc, quá ấm lòng, khiến ta nhớ tới thời gian ở tiên giới, thật hoài niệm. Bớt đi, thiên phủ của ngươi cũng chẳng có thứ tốt thế này. Đúng đúng đúng, hồ ly tốt nhất. Ăn thịt kẻ nhu nhược, bắt kẻ tay ngắn, ngươi thật đúng là con buông, nhất định không ai thèm mỗi một lần có điểm tâm thì mộ thanh yên liền không đấu võ mồm với hồ ly nữa, xem mệnh cách rồi. Mộ thanh yên gật đầu. Viết quá nát, chẳng phải khiến ta cùng thương lăng hận nhau giết nhau sao? Còn gì nữa không? Ngươi là gian phu của ta. Quá tiện nghi cho ngươi rồi. Chương 7 Tâm loạn Nguồn Mê truyện audio.com Vẻ mặt này của ngươi là gì? mặc dù ta tú sắc khả sang, nhưng ngươi sẽ không muốn ăn sạch sành sanh ta đó chứ. Khóe miệng mạch lưu thương mỉm cười, cười mười phần tự tin, mộ thanh yên giật giật khóe miệng, bỗng nhiên nàng dựa lên trước, kề sát vào mặt mạch lưu thương, vẻ ngoài không tệ, chỉ là không biết mùi vị thế nào. Khóe miệng mộ thanh yên xẹt qua một nụ cười giảo hoạt, đối phó với lưu manh, biện pháp duy nhất chính là phải lưu manh hơn hắn, đây là kinh nghiệm có được khi mộ thanh yên đối phó với quân Bắc Hàn, hoặc là ngươi nếm thử đi. Mạch Lưu Thương mặt không đổi sắc, ung dung nói, mộ thanh yên hít sâu một hơi, nàng cảm thấy yêu hậu nàng đã đủ lưu manh rồi. Lưu manh đến nỗi ngay cả quân Bắc Hàn cũng thua nàng, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, gian thần Mạch Lưu Thương này càng lưu manh hơn nàng, mộ thanh yên đơ hai giây, đang định tìm bậc thang đi xuống thì một giọng nói mang theo vài phần trẻ con lại âm trầm truyền đến. Hai người các ngươi đang làm gì? Mộ thanh yên bị dọa giật mình, quay đầu lại thấy quân Bắc hàng âm trầm đứng ở cửa viện, mộ thanh yên đột nhiên chột dạ, trục người về, mà mạch lưu thương thì mặt không đổi sắc, người bất động cười như trước, sao người lại đến đây? Mộ thanh yên kinh ngạc hỏi, lúc này, tử tô vội vội vàng vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt bối rối, thấy tình cảnh này vội quỳ, phịch xuống, thái hậu, nô tỳ có tội, nô tỳ không thể ngăn hoàng thượng. Mộ thanh yên thở dài, vất tay một cái. Ngươi lui xuống đi. Lữ tô vội vàng đứng dậy rời đi, thì ra là quân Bắc Hàn xông tới, thằng ranh này, gan lại to ra à, phi thần tham kiến hoàng thượng, mạch lưu thương đứng bên cạnh ghế quý phi hành lễ với quân Bắc Hàn, quân Bắc Hàn nổi giận, hắn đi tới trước mặt mộ thanh yên, trẫm nghe nói thái hậu triệu kiến thừa tướng, chắc là có việc gấp, nếu là việc gấp thì trẫm nên chia sẻ, không biết thái hậu cùng thừa tướng đang thương thảo chuyện quan trọng gì. Quân Bắc Hàn nghiến răng nghiến lợi, mộ thanh yên thu liễm thần sắc, ngồi ngay ngắn, bày ra tư thế thái hậu. Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là ai Gia chưa quen thuộc triều chính lắm, có một số việc muốn thỉnh giáo thừa tướng thôi. Ồ, chuyện gì cần thỉnh giáo trên ghế quý phi luôn. Quân Bắc Hàn không bớt giận, mộ thanh yên nhíu mày, chẳng hiểu cái thằng ranh con này sao cứ níu mạch lưu thương không tha vậy, hoàng thượng, tuổi người còn nhỏ, chờ sau khi lớn lên sẽ biết. Nghe nói thế, sắc mặt quân Bắc Hàn càng thêm khó coi, việc sau khi lớn sẽ biết, còn có thể là chuyện gì? Nhìn sắc mặt quân Bắc Hàn, mộ thanh yên càng khó hiểu, thằng ranh này sao gần đây hỏa khí lớn dữ vậy? Lừa kiểu gì cũng không được, mệt tâm quá đi, thật sao? Thì ra trong mắt Thái Hậu, trẫm chính là đứa trẻ không hiểu chuyện. Hoàng thượng, đừng náo loạn được không? Mộ thanh yên rất đau đầu, trong trẻ con thật là khó, rất khó, rắc rối đặc biệt nhiều, trở mặt đặc biệt nhanh cho nên thái hậu cảm thấy trẫm dễ lừa à ngươi đừng quên phụ hoàng mới vừa mất tang lễ còn chưa cử hành ngươi đừng quá sốt ruột mộ thanh yên sững sờ trong đầu thằng ranh này đang chứa thứ gì vậy một mực đến tìm ngược đãi à hoàng thượng xin người chú ý lời nói một chút mộ thanh yên cũng hại não hoàng thượng thái hậu hai người bớt giận được chứ mạch lưu thương ở một bên mười phần bất đắc dĩ không được không được hai người trăm miệng một lời, không bằng để vi thần giải thích một lần. Không được. Không được. Mạch lưu thương rất bất đắc dĩ, ở trên cao nhìn xuống hai đứa nhóc mười mấy tuổi này, nội tâm tan vỡ, vi thần xin cáo lui, mạch lưu thương không đợi hai người trả lời, xoay người một cái mất dạng, thật ra hắn cũng chả có ý định trợn mắt đối mặt hai người coi hắn là không khí này, mộ thanh yên mắt lớn trừng mắt nhỏ với quân Bắc hàng vài giây, mộ thanh yên hừ một tiếng, tức giận nói. Quân Bắc hàng người một lòng muốn bới móc khiến ta khó chịu sao mộ thanh yên làm thái hậu phải có dáng vẻ thái hậu ngươi đừng cứ câu tam đáp cứ được không quân bắc hàn giận dữ ta câu tam đáp cứ bao giờ mộ thanh yên khó hiểu vậy ý ngươi nói là bây giờ ngươi chỉ thông đồng với một mình mạch lưu thương vậy ý người là còn có người khác à quân bắc hàn lửa giận từ từ bốc lên ẩn nhẫn cái gì bình tĩnh cái gì ngụy trang cái gì tất cả đều quên sạch mộ thanh yên ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi còn dám tới gần mạch lưu thương ta liền không khách khí với ngươi quân bắc hàn người quản quá nhiều rồi ta là mẫu hậu ta còn không để ý người người lại tới hạn chế ta không sai ta không thể để cho ngươi dâm loạn cung đình họa loạn giang sơn tiểu tử thối ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói dám cưỡi lên đầu ta à Mộ Thanh Yên tức chết, nàng đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía trước, bắt lại cổ tay Quân Bắc Hàn, đang định đè xuống đất đánh, ai mà biết nàng vừa mới bắt được Quân Bắc Hàn, thằng ranh này lại xô mạnh về phía trước. Nàng không kịp chuẩn bị ngã trên mặt đất, Quân Bắc Hàn bị Mộ Thanh Yên kéo cổ tay lộn nhào xuống đất theo nàng, Mộ Thanh Yên giận dữ, còn dám phản kháng. Xem ra mẫu hậu này chưa đủ uy nghiêm, hôm nay nhất định phải giáo huấn cái thằng ranh này mới được mộ thanh yên xoay người một cái đè quân bắc hàn trên mặt đất nàng trực tiếp ngồi trên người quân bắc hàn đánh lên mặt hắn đánh mấy lần sau đó quân bắc hàn đỏ mắt đưa tay tóm eo mộ thanh yên khiến nàng rất ngứa nhưng vào lúc này quân bắc hàn thừa dịp mộ thanh yên con người trong nháy mắt bỗng nhiên đẩy ngã nàng đè nàng trên mặt đất mộ thanh yên đẩy quân bắc hàng ra quân bắc hàn lập tức không suy nghĩ nhiều như vậy cúi đầu cắn một cái lên cổ mộ thanh yên ca à, mộ thanh yên kêu thảm thiết dùng sức đá quân Bắc hàng một cước, hắn bị đá lăn vài vòng trên mặt đất, mộ thanh yên đứng lên đè quân Bắc hàng muốn tiếp tục đánh hắn, đột nhiên, một bàn tay kéo cổ áo nàng xốc lên, nàng vừa quay đầu lại liền thấy mạch lưu thương đen mặt sách nàng đi. Người còn không tới thì chủ tử các ngươi muốn đồng quy vu tận luôn đấy. Mạch lưu thương hét một tiếng, tử tô và tiểu linh tử vội vội vàng vàng xông vào, vừa đến liền thấy mộ thanh yên và quân bắt hàng quần áo xốc xếp, đầu tóc rối bời, dáng vẻ mười phần chật vật, khuôn mặt quân Bắc Hàn bị đánh bầm tím, trên cổ mộ thanh yên còn có vết máu, hai người liếc mắt cũng biết hai vị chủ tử đánh nhau, một chút cũng không dám trễ nải vội vàng qua đỡ lấy chủ tử nhà mình, quân Bắc Hàn bị mang về ung hòa cung, trong trường nhạc cung chỉ còn lại mộ thanh yên cùng mạch lưu thương, mộ. Thanh yên tức giận bất bình, sao lại kéo ta ra, ta đánh hắn còn chưa đủ. Hắn 12 tuổi, ngươi cũng coi mình 15 tuổi sao. Đánh ngay với trẻ con, ngươi đánh một quyền, ta cắn một ngụm. Mạch lưu thương thở dài, lấy thuốc ra bôi trên cổ mộ thanh yên, tư mệnh, tâm ngươi loạn, mộ thanh yên cúi đầu, yên lặng không nói. Quả thực ngẫm lại việc hôm nay đều thấy hoang đường, nàng dám cùng một đứa nhóc 12 tuổi đánh nhau. Tư mệnh, ngươi chỉ đầu thai thôi, tự đem tâm mình đầu thai luôn sao? Chân mày mạch lưu thương hơi cau lại, trong giọng nói mang theo trách cứ và lo lắng, ta không có, có phải ngươi thích thương lăng rồi không? vậy minh hút thì sao tim mộ thanh yên bỗng nhiên đau đớn trong đầu hiện ra cảnh hắn ôm nàng gào khóc trong chiến trường thay phơi khắp nơi khung cảnh kia cảm giác kia phần cảm tình kia nàng giấu ở vị trí sâu nhất trong tim lặng yên không một tiếng động không động không chạm vào nhưng một khi chạm vào nhớ tới vẫn sẽ đau đớn minh hút chết rồi giọng mộ thanh yên rất thấp nhưng hắn còn sống ở trong lòng ngươi mạch lưu thương thất vọng thở dài hắn chết rồi thế nhưng ký ức của hắn không biến mất vẫn còn ở chỗ thương lăng nếu có một ngày ngươi không giữ được mình đi đào hắn ra thì làm sao bây giờ sao lại như vậy được thương lăng không phải cũng sẽ không để minh hút chiếm giữ tâm hắn ta hy vọng xa vời cũng vô ích không có chính là không có thật sao thật không có sao nếu như vậy vì sao ngươi phải phân cao thấp thấp nơi với quân bắc hàn mạch lưu thương vương ngón tay chỉ vào ngực mộ thanh yên tư mệnh ngươi rõ ràng là hy vọng xa vời hắn vẫn còn chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mộ thanh yên cúi đầu cắn môi im lặng không lên tiếng ta nghĩ ngươi sẽ hiểu chuyện không nghĩ tới một thời gian không thấy ngươi ngươi liền vứt tim mình rồi mạch lưu thương nhíu chặt mày trong giọng nói tràn đầy sự đau lòng cùng thất vọng ngươi quên trước đây ta đã nói gì với ngươi sao bảo ngươi rời xa thương lăng bảo ngươi đừng dây dưa không rõ với hắn, ngươi cũng quên luôn rồi. Giúp ngươi miễn mạnh bà thang là để ngươi thanh tĩnh thấy rõ ràng hết thảy, đừng để mình ngã vào, không phải để ngươi giao trái tim ra. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, lẽ nào ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi có thật sự muốn đi theo thương lăng không? Để cho hắn thích ngươi, sau đó các ngươi ở bên nhau. Mộ thanh yên lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu, rất khó chịu, không có, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về làm tư mệnh. Nhưng những việc ngươi làm hoàn toàn đi ngược lại. Nếu ngươi muốn đi đường này ta sẽ không ngăn cản, chỉ là về sau nếu ngươi thất bại, tổn thương, vạn kiếp bất phục, đừng tới tìm ta. Hồ Ly, ngươi đừng thế này, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ mặc kệ mình sằng bậy nữa. Chấp mũi mộ thanh yên có chút chua xót, giống như là phải vứt bỏ thứ gì rất quan trọng, khổ sở, bất cam, rồi lại không có lựa chọn nào khác, ta sẽ buông bỏ hắn. Mạch Lưu Thương thở dài, hắn nói. Tư mệnh, ta sẽ không hại ngươi. Ta biết, việc trước đây ngươi cũng không nhớ rõ, lỡ như dẫm lên thứ gì không nên đụng vào khiến mình rơi vào nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ thanh yên cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi, hồ ly nói không sai, nàng xuyên không đến, việc trước đây của thân thể này, nàng hoàn toàn không biết gì cả có thể xuất hiện ở chỗ kỳ quái như thế, phát sinh chuyện kỳ quái như thế, khiến mình chật vật như vậy, nhất định không đơn giản, nàng không muốn nhảy vào vũng nước đục kia, nàng chỉ muốn trải qua ngày tháng thật tốt đẹp giống như trước, an an phận phận, vô cùng đơn giản ở thiên phủ cung, đây mới là ước nguyện ban đầu của nàng, hồ ly không nói thì suýt chút nàng đã quên, hồ ly, ngươi đừng tức giận, ta sẽ không tới gần hắn nữa. Chương 8 Hóa trang Nguồn mê truyện audio com ngươi hiểu thì tốt không uổng công ta làm trái luật lệ tiên giới xuống thăm ngươi chân mày mạch lưu thương dần dần giãn ra hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa vết thương trên cổ mộ thanh yên ánh mắt di chuyển ánh sáng trắng lóe lên vết tích trên cổ mộ thanh yên triệt để biến mất mạch lưu thương hơi nhếch khóe môi lên khuôn mặt vốn âm trầm có một tia ấm áp của vết thương đâu rồi mộ thanh yên tự tay sờ sờ trơn nhẵn miệng màng quả thực không có, vậy sao ngươi không thi pháp sớm cho ta một chút, bôi cái loại thuốc kia đau chết đi. Không đau ngươi không nhớ lâu. Mộ thanh yên biểu môi, biết rồi, biết rồi, hồ ly là tốt nhất rồi. Sao ta nghe như nịnh bợ vậy? Ta không nuôi bạch nhãn lan đâu. Không đâu. Con ngươi mộ thanh yên đảo một vòng, nàng nói. Có mang túy lê hoa không? Ngươi không uống được. Vì sao? ngươi đang là thân thể phàm thai sao mà chịu được, chờ ngươi về tiên giới ta sẽ cho ngươi. Nhưng ta muốn bây giờ cơ, hồ ly, ngươi cho ta đi. Hai tròng mắt mộ thanh yên lóe sáng nhìn chầm chầm mạch lưu thương, mạch lưu thương ghét bỏ dịch ra xa, đừng nhìn ta như vậy, thật đáng sợ. Mộ thanh yên bực, nàng chỉ vào mạch lưu thương nói. Hồ ly chết tiệt, nhanh giao ra đây, bằng không ta không để yên cho ngươi. Mạch lưu thương thấy vậy bật cười, mắt cong cong, cười cực kỳ đẹp đây mới là dáng vẻ tư mệnh nên có thần kinh không ổn định đơn giản vui vẻ không phải ngươi nên đừng không buông bỏ được hô hấp mộ thanh yên cứng lại sau đó lại thoải mái thở ra đây mới là nàng không cần thay đổi cổ tay mạch lưu thương xoay một cái một cái bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn mộ thanh yên vội nhảy qua lấy về đừng uống quá nhiều lúc uống nhớ hòa với nước thân thể này của ngươi chịu không nổi có nghe không nghe rồi nghe rồi mà mạch lưu thương bất đắc dĩ lắc đầu hắn nói đi đây lần sau trở lại thăm ngươi hắn vừa dứt lời thân hình lóe lên liền biến mất mạch lưu thương vừa đi nụ cười của mộ thanh yên liền thu lại hồ ly nói đúng không phải nàng nên đừng không buông bỏ được không nở cũng phải buông giữa không trung mạch lưu thương âm thầm nhìn mộ thanh yên ta rất sợ nàng lại bị cuốn vào xoáy nước kia nếu như thương lăng biết tất cả ta sợ hắn sẽ giết nàng. Cứ làm tiểu tư mệnh cho tốt, đơn giản hạnh phúc, còn hắn cứ để ta chống đỡ thay nàng. Thân ảnh mạch lưu thương càng bay càng xa, dần dần biến mất ở trường nhạc cung, cung hòa cung, tiểu linh tử cẩn thận bôi thuốc cho quân Bắc Hàn, hoàng thượng, sao hôm nay người lại đánh nhau với Thái Hậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị thương, nô tài rất đau lòng. Là nàng ta không tuân thủ nữ tắc trước, còn không biết hối cải. Quân Bắc Hàng chưa hết tức giận, Hoàng thượng, người ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đã lừa gạt lệ phi, lừa gạt tiên hoàng, người chẳng lẽ lại không chịu nổi thái hậu sao? Tiểu Linh Tử cực kỳ lo lắng, hắn thực sự không thể nào hiểu được, chủ tử mình trầm ổn ẩn nhẫn sao lại đánh nhau với thái hậu. Quân Bắc Hàng sững sờ, lúc tỉnh táo lại hắn mới phát hiện hình như mình quá manh động, hắn cũng không biết vì sao khi thấy mộ thanh yên lại không thể bình tĩnh, Hoàng thượng, người không thể tùy hứng nữa chỉ có triệt để nắm giữ quyền lực mới không bị những kẻ lòng lan dạ thú này nuốt chửng. Thần sắc quân Bắc Hàn trầm tĩnh, là hắn quá nóng vội, chờ ngày nắm quyền rồi, muốn cái gì ai mà cản được. Mộ Thanh Yên, ngươi chờ đó cho trẫm, quân Bắc Hàn đăng cơ, quân Diệp Hoa hạ tán, tất cả trở lại bình thường, thời gian thoáng vội vã trôi qua, thời gian 3 năm như là bình rượu được ủ mỗi ngày đều là một hương vị, trong thời gian 3 năm này, Mộ Thanh Yên trừ lúc lâm triều, thời gian khác cũng không tiếp tục gặp quân Bắc Hàn nữa, quân Bắc Hàn cũng rất ăn ý không tới cửa tìm mộ thanh yên gây phiền phức. Tấu chương phê duyệt hoàn tất từ ba vị phụ chính đại thần được trình lên cho mộ thanh yên thẩm. Duyệt lần cuối. Thẩm duyệt hoàn tất thì để người đưa đếp ngự thư phòng cho quân Bắc Hàn, để cho tự hắn xem xét học tập chớp mắt, quân Bắc Hàn cũng sắp đến 16 tuổi tự mình chấp chính, người cầm quyền thay đổi, triều cục dần dần khẩn trương, quân Bắc Hàn gần 16 đã không còn vẻ trẻ con trước đây, trở nên càng thâm trầm sắc bén, một cổ khí chất đế vương tự nhiên dần hiện ra trên người hắn, hôm nay, quân Bắc Hàn đang lật xem tấu chương bên trong ngự thư phòng. Ba năm này, phía trên mỗi một bản tấu chương Đều sẽ có nét chữ thanh tú của mộ thanh yên Hoặc là bình luận việc được tấu Hoặc là tán thành hay phản đối phương thức xử lý của phụ chính đại thần viết hết sức rõ ràng từng ly từng tí lúc quân bắc hàn xem tấu chương có thể học được rất nhiều thứ từ trong những câu từ của mộ thanh yên cũng có đoán ra cảm xúc hôm nay của mộ thanh yên qua nét chữ mặc dù ba năm nay bọn họ hầu như không nói lời nào nhưng chuyện mỗi ngày của mộ thanh yên quân bắc hàn đều rõ như lòng bàn tay mặc dù nàng rất thân cận với mạch lưu thương nhưng từ đầu đến cuối không vượt qua giới hạn kia bằng không thì quân bắc hàn sẽ không chung sống hòa bình với nàng ba năm thế này Xem xong quyển tấu chương cuối cùng, quân Bắc Hàng dây dây mi tâm, xem ra hôm nay tâm tình mộ thanh yên không tệ, từng câu từng chữ đều lộ ra một cổ vui vẻ, Thái hậu hôm nay gặp ai? Hồi Hoàng thượng, triệu kiến thừa tướng. Thần sắc quân Bắc Hàng lập tức trầm xuống, nhưng không rõ ràng giống trước đây, hắn đã có thể thu liễm cảm xúc rất khá, mỗi lần mộ thanh yên đặc biệt vui vẻ đều là lúc triệu kiến mạch lưu thương, quân Bắc Hàng không ngoại lệ nghe được câu trả lời như vậy nhưng mỗi lần hắn đều muốn nghe đây là nhắc nhở cho hắn nhắc nhở hắn còn quá yếu giang sơn còn chưa ở trong tay hắn quyền lực còn chưa ở trong tay hắn cảm xúc của mộ thanh yên còn chưa khống chế được trong tay hắn loại ẩn nhẫn này loại phẫn nộ này dần dần tích tụ trong lòng hắn chờ một ngày phát tiết ra ngoài thấy quân bắc hàn im lặng không nói tiểu linh tử bên cạnh nhắc nhở hắn hoàng thượng thời gian không còn sớm người nên đi luyện võ quân bắc hàn khép tấu chương lại biết rồi thấy tâm tình quân bắc hàn hình như không tốt lắm tiểu linh tử lại đang bổ thêm vài câu võ công của hoàng thượng càng ngày càng tốt đợi một thời gian nữa nhất định sẽ có một chút thành tựu ngay cả sư phụ người đều không phải đối thủ của người thật sao vậy mộ thanh yên thì sao ta có thể đánh được nàng ta sao tiểu linh tử sững sờ hắn có chút lúng túng nói hoàng thượng người lại muốn đánh nhau với thái hậu nương nương à đó là việc khi còn bé mà quân bắc hàn không trả lời hắn đứng lên đi tới phòng luyện công trong phòng luyện công sư phụ đang chờ hắn hai người qua hơn mấy chục chiêu vất vả lắm mới đánh ngang tay hoàng thượng tiến bộ thần tốc thời gian ba năm qua không ngờ trò giỏi hơn thầy sư phụ quá khen đánh không lại mộ thanh yên nên bị nàng đè đầu luôn là tâm bệnh của hắn cũng là động lực của hắn Bây giờ người đã 15 tuổi, qua một thời gian nữa là 16 tuổi rồi. Sư phụ Quân Bắc Hàn thở dài, ông nói: "12 tuổi đăng cơ, hư danh gần 4 năm, muốn thu hồi sợ rằng không dễ. Trẫm biết, nhưng trẫm sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Bây giờ người đã xuất sư, vi sư không có gì tốt tặng người, cho người một người vậy." Sư phụ Quân Bắc Hàn nói xong liền quay đầu vẫy tay, còn không qua đây một thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi đi tới, mặc một bộ váy dài hồng nhạt, khuôn mặt non mịn chưa hết tính trẻ con, nhìn cực kỳ đáng yêu, một đôi thật to tròn hồng hồng như con thỏ, hoàng thượng, người chớ xem thường con bé, bản lĩnh nó lớn lắm. Chân mày quân Bắc Hàng hơi cau lại, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ kia thấy quân Bắc Hàng, khuôn mặt liền đỏ bừng, lâm triều, kim loan điện, mộ thanh yên ngồi phía sau màn, nhìn một đám triều thần đang nghị sự phía dưới quân Bắc hàng ngồi ở bên cạnh thần sắc cũng mười phần nghiêm túc hộ bộ thượng thư tiền nhiệm lý dũng vì tham ô nhận hối lộ bị tố cáo nên đã cách chức bây giờ chức vị này đang cần người hộ bộ trưởng quản ranh giới ruộng đất hộ tịch thuế má lương bổng và tất cả việc tài chính trong nước là một chức quan quan trọng béo bở bây giờ người người trong triều đều nhìn chằm chằm chức vị này vi thần cho rằng hộ bộ thượng thư đang thiếu phải để lục quân đảm đương hắn từng nhậm chức tại bộ hộ rõ ràng với công việc của bộ hộ dễ dàng bắt đầu mạch lưu thương nói thần cho rằng thừa tướng nói không đúng lục quân và lý dũng đều là một phe lúc lý dũng bị điều tra còn từng cầu xin làm rối loạn kỹ cương người này tuyệt đối không thích hợp thái phó mạnh tử nam vội phản bác thần cho rằng chức hộ bộ thượng thư cần để hoàng đông đảm nhiệm hắn là người thanh liêm làm việc theo lẽ công bằng ở trong triều có danh vọng nhất định ồ thái phó tiến cử người một nhà là muốn kết bè kết cánh sao? Mạch Lưu Thương nhíu mày hỏi lại, Mạnh Tử Nam vội dựng râu trừng mắt, dĩ nhiên không phải, Lục Quân là người thừa tướng, thừa tướng tiến cử mới là muốn kết bè kết cánh. Ồ, Thái Phó, khuôn mặt ngài đều đỏ cả rồi, ngài khẩn trương như vậy, tức giận như vậy, chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi? Mạch Lưu Thương mở hai tay ra, cong môi cười, ngài, ngài nói bậy. Mạnh Tử Nam quay đầu nhìn về phía quân Bắc Hàn, Hoàng thượng, việc này người thấy thế nào quân bắc hàn biết lão thái phó là trung thần ông ta bồi dưỡng thế lực thì cũng là mở rộng bè cánh giúp hắn thôi hắn đang muốn mở miệng lại nghe mạch lưu thương nói hoàng thượng chưa tự mình chấp chính việc này phải để thái hậu định đoạt trong lúc nhất thời sắc mặt quân bắc hàn cùng mạnh tử nam đều khó coi hơn rất nhiều chuyện này phải xử lý cho công bằng chuẩn mực quả thực không dễ đại tướng quân cảm thấy thế nào Mộ Thanh Yên hỏi Doãn An Nhiên, Doãn An Nhiên bình tĩnh nhất trên triều, mặt không đôi sắc nói. Liễu Lâm, không thân thừa tướng, cũng không gần thái phó. Vậy thì tốt, Liễu Lâm đi. Mộ Thanh Yên lên tiếng, người còn lại cũng không cách nào nói gì nữa, khóe miệng mạch lưu thương vẫn mỉm cười như cũ, sắc mặt thái phó cùng quân bắt hàng lại rất khó coi. Mộ Thanh Yên than nhẹ, muốn mở rộng bè cánh sao, mạnh tử nam quá nóng vội, trắng trận táo bạo, Lâm Triều kết thúc. Lúc quân bắt hàng trở lại ngự thư phòng, nét mặt vẫn luôn không lộ ra vẻ gì, mạnh tử nam lại nhảy đi theo phía sau hắn nói rất nhiều, nào lợi nào hại khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Lúc này, một cái cái đầu thăm dò ở ngoài, cửa, tức giận hừ một tiếng quay đầu đi, chính là thiếu nữ mà sư phụ quân bắt hàng đưa đến. Chương 9 Con trai trưởng thành Nguồn Mê truyện audio.com Bên trong trường nhạc cung, Mộ Thanh Yên đang nghiêng người dựa vào ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần, mạch lưu thương ngồi bên cạnh mộ Thanh Yên, nắm bàn tay nàng cẩn thận dùng sơn móng tay vẽ hoa văn cho móng, người bồi dưỡng quân Bắc Hàn cũng thật khổ cực dụng tâm, cũng không biết hắn có thể hiểu nổi khổ tâm của ngươi hay không. Mạch lưu thương bỗng nhiên mở miệng, mộ Thanh Yên nhắm mắt không mở ra, hô hấp ổn định như đang ngủ, mạnh tử nam vội vã bồi dưỡng thế lực cho quân Bắc Hàn, kết bè kết cánh, quá nóng vội thật sự kẻ đáng tin nhất trong triều đình này là kẻ không đứng thành hàng không kết đảng, cho nên ngươi đem cơ hội nhường cho Doãn An Nhiên đề cử Liễu Lâm. Giang Sơn Thanh Quốc này là của hắn, ta vẫn luôn muốn trả lại cho hắn, ta đến thế gian chuyến này không có tâm tư muốn đoạt gì của hắn, giúp hắn thì đã sao? Mộ Thanh Yên chưa mở mắt đã chậm rãi mở miệng. Tư mệnh, hắn gần 16 tuổi rồi, ngươi định đến lúc đó trực tiếp trả lại cho hắn. Chớ nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, hắn che giấu sâu hơn ai khác đấy mộ thanh yên thở dài một hơi mở hai mắt ra nàng nói không trả chờ hắn tới đoạt đi mạch lưu thương dừng tay chân mày hơi cau lại nhiều đường như vậy sao ngươi nhất định phải chọn con đường thảm thiết nhất vậy diễn trò phải diễn đủ ta là một họa quốc yêu hậu họa loạn triều cương sao có thể tốt bụng vậy được mạch lưu thương than nhẹ ngươi muốn đoạn tuyệt sạch sẽ sao mộ thanh yên miếng môi không nói nếu ngươi đã chọn thì ta sẽ làm với ngươi ngươi làm yêu hậu ta làm gian thần cấu kết với nhau làm việc xấu sau đó bị xử chém cũng có bạn mộ thanh yên không nhịn được bật cười hồ ly ngươi ở đây thật tốt ta mà không ở đây ngươi tự làm mình thê thảm muốn sống muốn chết gì cũng không cần quá khó coi mạch lưu thương thở dài một tiếng sau khi gặp hắn ngươi liền không ổn sớm kết thúc một chút sớm về tiên giới một chút đi từ đêm đó ánh trăng tràn ngập phủ lên một tầng lụa trắng trên mặt đất mông lung sáng tỏ khiến người ta mê ly ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên đầu giường mộ thanh yên đột nhiên một cái bóng đen hiện lên mộ thanh yên nhíu mày lại mở hai mắt ra lúc này ba vệt sáng trắng vồ mạnh xuống đỉnh đầu nàng mộ thanh yên xoay người một cái khó khăn lắm mới tránh thoát mà giường nàng đã bị chém nát thành hai mạnh mộ thanh yên lăn người xuống có chút chật vật nháy mắt sau đó móng vuốt sắc bén kia lại vồ mạnh về phía nàng lúc này có muốn cũng không thể tránh nữa trên móng vuốt kia mang theo sức mạnh nàng vốn không có cách chống lại nhưng vào lúc này một ánh sáng lóe lên phất tay thay nàng ngăn lại công kích từ móng vuốt kia mộ thanh yên ngẩng đầu thấy hồ ly trước mặt thở vào một cái bóng trắng lóe lên trước mặt họ kẻ tập kích mộ thanh yên biến mất mạch lưu thương không đuổi theo mà vội vàng quay đầu đỡ mộ thanh yên dậy ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Mộ thanh yên lắc đầu, trừ lúc ngã xuống bị sức da bàn tay thì cũng không bị thương, hồ ly xuất hiện thật đúng lúc, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng toi rồi, đó là thứ gì vậy? Hình như là một con thỏ yêu. Thỏ yêu. Mộ thanh yên khiếp sợ. Trong hoàng cung sao có thể có thứ này? Mạch lưu thương lắc đầu. Trước kia ta cũng không cảm thấy, sắc mặt mộ thanh yên trắng bệch, nhưng vào lúc này, tử tô nghe được động tĩnh bên trong vội mang theo một đám cung nhân xông vào, thái hậu nương nương, xảy ra chuyện gì? Có thích khách? Thân ảnh mạch lưu thương lóe lên, trực tiếp biến mất tâm, lúc tử tô và một đám cung nhân xông vào liền nhìn thấy cảnh tượng thế này, mộ thanh yên sốt xếp đứng ở một bên, trên cánh tay còn bị xước một mảng, máu tươi đỏ thẩm chảy ra, đồng thời, giường phía sau nàng bị hủy tan nát làm hai mảnh, thái hậu, người không sao chứ tử tô bị dọa sợ có thích khách tử tô sợ hãi vội quay đầu nói với cung nhân sau lưng có thích khách mau đuổi theo cung nhân phía sau vội ra ngoài thông báo mộ thanh yên ngồi xuống bên cạnh bàn tử tô cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra vết thương cho nàng thái hậu người điều bọn họ đi là có chuyện cần nói với nô tỳ phải không thông minh không ủng công ta bồi dưỡng ngươi xin thái hậu phân phó phái người ngầm điều tra hoàng thượng không được rút dây động rừng tử tô sợ hãi thái hậu người hoài nghi hoàng thượng mộ thanh yên lắc đầu cứ điều tra đi ra được cái gì cũng không được bứt dây động rừng báo cáo ta là được vâng thái hậu nương nương tử tô cúi đầu đi ra ngoài nhưng còn chưa đi tới cửa đã kinh ngạc vội vàng quỳ xuống nô tỳ khấu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế tử tô lời còn dứt lời quân bắc hàn đã vội vã đi vào trong tẩm điện của mộ thanh yên thấy mộ thanh yên ngồi cạnh bàn giường tan nát sắc mặt hắn âm trầm xuống hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh mộ thanh yên cầm lấy cánh tay nàng là ai đêm khuya dám tới ám sát thái hậu mộ thanh yên lắc đầu ta cũng không biết không thấy rõ dáng vẻ mộ thanh yên nói xong vô thức rụt tay về nhưng chưa kéo về được đã bị quân bắc hàn nắm chặt hơn lúc này Mộ Thanh Yên mới ngẩng đầu nhìn Quân Bắc Hàn, 3 năm, nàng vẫn luôn không gặp chính diện hắn, hôm nay gặp lại phát hiện hắn đã trưởng thành, mặt mũi giảm đi phần non nớt, trở nên càng thêm thành thục, trên người tản ra một cổ khí thế đế vương bá đạo, so với thằng ranh con 3 năm trước đây, Quân Bắc Hàn đã thay đổi, trên người Quân Bắc Hàn, Mộ Thanh Yên càng cảm nhận được sự tàn nhẫn và thâm. Trầm nhà đế vương, không giống Minh Húc đời trước như nắng ấm tư sáng, tim Mộ Thanh Yên đập mạnh, so với hề Minh Húc Quân Bắc Hàn càng giống như Thương Lăng hơn, sao lại như vậy? Ngươi ở Mộ phủ chịu 12 năm huấn luyện không tốt sao? Mộ Thanh Yên cúi đầu, nàng không muốn nhìn đôi mắt càng lúc càng giống Thương Lăng của Quân Bắc Hàn, Quân Bắc Hàn đang giám thị nàng sao? Mới gặp chuyện không may là đến ngay. Một tên thích khách nhỏ có thể làm ngươi bị thương. Sao không cẩn thận như vậy? Quân Bắc Hàn cầm lấy tay Mộ Thanh Yên, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cực nóng nóng đến mức mộ thanh yên muốn tránh ra rương thuốc đâu tiểu linh tử mang rương thuốc tới tiểu linh tử vội đi tìm rương thuốc đem đến trước mặt quân bắc hàn quân bắc hàn buông tay ra lấy thuốc phải băng từ trong rương ra mộ thanh yên đã thu tay lại nàng cúi đầu im lặng không nói tay đưa qua đây ai ra để cho công nhân bôi thuốc được rồi không làm phiền hoàng thượng mộ thanh yên cúi đầu tâm phiền ý loạn nàng đã an tĩnh 3 năm, lại không nghĩ rằng quân Bắc Hàn vừa xuất hiện lại đánh loạn nội tâm của nàng. Phượng thể của Thái Hậu liên quan đến xã Tắc Thanh Quốc, trẫm há có thể mặc kệ. Nam nữ thụ thụ bất thân, Hoàng thượng vẫn nên về trước đi. Trẫm bôi thuốc cho mẫu hậu mình thì có vấn đề gì sao? Quân Bắc Hàn nói như vậy, tay mộ thanh yên dừng lại không thể phản bác. Trước đây khi còn bé, không phải ngươi rất thích đè đầu cưỡi cổ trẫm sao? Quân Bắc Hàng lại bắt lấy tay mộ thanh yên đặt trong tay mình lần nữa, dùng vải tẩm thuốc bôi cho mộ thanh yên, thuốc mát lạnh chấm trên cánh tay mang đến một cảm giác thoải mái, còn nhớ ba năm trước đây lần đầu ngươi đánh trẫm, cũng bôi thuốc cho trẫm như thế. Thanh yên sững sờ, khi đó nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bị quân Bắc Hàng làm tức chết, đánh một lúc lại không nở, khi đó, người không hiểu chuyện, cũng không nghe lời, ta tức giận mới nặng tay đánh người cho nên nay từ đầu người chính là muốn tốt cho trẫm đúng không? Mộ thanh yên miếng môi không nói, trẫm không ngốc, trong từng câu chữ ngươi phê bình chú thích đều mang kỳ vọng thấm thiết, mọi an bài của ngươi nhìn như hoang đường nhưng luôn là muốn lót đường cho trẫm, có đúng không? Hoàng thượng, có đôi khi người ta dễ thua do tự cho là mình thông minh. Mộ thanh yên mặt không đổi sắc, thu liễm cảm xúc rất khá. Thật sao? Sao trẫm lại cảm giác ngươi chỉ không chịu thừa nhận mà thôi? Hoàng thượng, nếu như không còn việc khác, người có thể trở về, đêm đã khuya rồi. Quân Bắc hàng lại không buông tha, thuốc đã bôi rồi nhưng vẫn không chịu buông tay, mộ thanh yên, trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nghĩ đã đáp ứng tiên đế phải phụ tá người đến lúc người tự mình chấp chính, không có gì khác. Mộ thanh yên bị quân Bắc hàng ép hỏi thế này, trong lòng càng thêm hoảng loạn, tâm phiền ý loạn, nàng tuyệt đối không muốn tiếp tục cái đề tài này, thật sao? nhưng theo trẫm biết, ngươi cũng không yêu cũng không trung thành với tiên đế như vậy. Quân Bắc Hàn nói, hắn lợi dụng ngươi, đưa ngươi lên vị trí Thái Hậu, sợ ngươi họa loạn Giang Sơn nên để ngươi giết lệ phi ngay trước mặt ta. Ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ quá vụng sao? Chân mày mộ thanh yên hơi cau lại, cố gắng để mình trấn định, rốt cuộc hoàng thượng muốn nghe cái gì? Người muốn nghe thì ta nói cho người nghe là được. Quân Bắc Hàn cười bất đắc dĩ, Hắn buông cánh tay mộ thanh yên ra, mộ thanh yên âm thầm thở vào một cái thu cánh tay về, nhưng chớp mắt sau đó, quân Bắc hàng tự tay giật nhẹ vạt áo mộ thanh yên, khép hai vạt áo nàng lại, mộ thanh yên khiếp sợ, toàn thân cứng đơ, lúc nàng tự tay đè lên vạt áo, tay quân Bắc hàng đã rời khỏi, đêm khuya trời lạnh, chú ý giữ ấm. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ai gia khỏe. Lúc này, tử tô đi từ ngoài vào thấy quân Bắc hàng vẫn còn ở đây, lập tức quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Các điện của thái hậu đã dọn dẹp xong chưa? Quân Bắc Hàn hỏi, hồi hoàng thượng, dọn dẹp xong rồi. Vậy người nghỉ ngơi sớm một chút, việc thích khách trẫm sẽ phái người nghiêm tra, nhất định cho người một cái công đạo. Đa tạ ý tốt của hoàng thượng. Mộ thanh yên không muốn nhiều lời với quân Bắc Hàn. Nàng đứng lên muốn đi qua trắc điện, lúc này quân Bắc Hàn cũng đứng lên, mộ thanh yên phát hiện quân bắc hàng trước đây sắp xỉ nàng đã cao hơn nàng không chỉ một cái đầu. Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác quân bắc Hàn đã trưởng thành dường như cũng dần dần không khống chế được ý nghĩ trong nội tâm hắn, thứ hắn muốn, sự ẩn nhẫn của hắn, thủ đoạn của hắn, đều sâu không thấy đấy, khiến mộ thanh yên đoán không ra, sợ không được, nàng mơ hồ cảm thấy toàn bộ thanh quốc phải thay đổi. Tình thế và địa vị của nàng cũng phải thay đổi, quân Bắc Hàn cuối cùng cũng đi, mộ thanh yên thở vào một cái. Chương 10 Con trai trưởng thành hai. Nguồn Mê truyện audio com Sáng sớm hôm sau, trong ngự hoa viên, gió thổi trên mặt hồ tạo thành từng gợn sóng lăn tăng, tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, quân bắt hàng dạo trong ngự hoa viên, tiểu linh tử và một thiếu nữ vui vẻ đi theo phía sau, người nói xem nữ tử đều thích thứ gì. Quân Bắc Hàng đột nhiên hỏi, củ cải thiếu nữ kia lập tức trả lời, cái gì? Quân Bắc Hàn sửng sốt, không phải, không phải, nữ tử đều thích hoa, rất nhiều rất nhiều hoa, nữ tử như đóa hoa kiều diễm nhất. Thiếu nữ kia lập tức sửa miệng, quân Bắc Hàn trầm tư, nếu như hoa thì mẫu đơn quá hoa lệ, hoa lan quá mềm mại, hoa mai quá kiêu ngạo, trong lúc này không có loại nào hoa xứng với vẻ xinh đẹp và sự tùy ý của mộ thanh yên, túng lại là hoa gì đây, hoàng thượng, thần thích hoa củ cải quân bắc hàn vẫn còn trầm tư chưa tỉnh hồn thiếu nữ kia thấy quân bắc hàn không để ý tới nàng có chút thất vọng đau lòng nàng tự mình chạy đi chơi nhanh như chớp đã không thấy tung tích hoàng thượng tìm thần thì cứ gọi thần sẽ nghe thấy thiếu nữ kia chạy thật xa lỗ tai nàng lớn như vậy xa đến đâu cũng nghe được lúc này trước cửa ngự hoa viên mộ thanh yên đang tản bộ cùng mạch lưu thương thế nào ở hướng này sao mộ thanh yên nghi hoặc nơi này là ngự hoa viên, con thỏ yêu kia trắng trợn vậy luôn, không sai, ở nơi này, rất gần. Mạch lưu thương rất chắc chắn hả? Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta ngửi được mùi thỏ. Thỏ. Mộ thanh yên sửng sốt. Tại sao ta không ngửi được? Hồ ly là thiên địch của thỏ, thức ăn tới gần mà còn ngửi không thấy thì chờ chết đó sao? Mạch lưu thương liếc mộ thanh yên, mộ thanh yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là có đồ ăn chả trách nhạy cảm như vậy hồ ly thì ra ngươi cũng là một kẻ tham ăn mạch lưu thương sầm mặt lại mộ thanh yên không nhìn thấy lại nói một lát có khi nào ngươi nhào tới trực tiếp ăn nàng ta không sắc mặt mạch lưu thương lại trầm xuống hắn đưa tay bóp khuôn mặt mộ thanh yên a à, đau 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 hồ ly ngươi buông tay ra ngươi lại nói bậy một câu ta ăn ngươi trước bây giờ không phải chứ hồ ly cũng ăn thịt người ngươi từng ăn rồi hả ngươi la nữa là sẽ từng ăn mộ thanh yên vội ngậm miệng trước mặt động vật ăn thịt ngàn vạn lần không nên nhảy nhót vì lúc nào cũng có thể trở thành bữa cơm nháy mắt sau đó thân hình hồ ly bỗng nhiên lóe lên biến mất tại chỗ ngay sau đó mộ thanh yên nghe được một tiếng hét thảm nàng sững sờ bắt đầu nghĩ tới cảnh hồ ly ăn con thỏ trong đầu toàn máu tanh, còn chưa đợi nàng bổ não xong thì đột nhiên một bóng người hồng nhạt xông về phía nàng, Mộ Thanh Yên vội bước lên ngăn lại thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia dừng bước, hoảng. Sợ nhìn nàng, lúc này, Mộ Thanh Yên đang cùng hồ ly trước sau vây hãm nàng, nàng trốn không thoát, còn muốn chạy. Hay là muốn tiếp tục giết ta? Mộ Thanh Yên nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sát khí, ngươi, ngươi muốn thế nào? Mộ Thanh Yên cong môi cười cười thật xinh đẹp nàng đưa tay bóp cổ thiếu nữ kia móng tay đặt trên yết hầu nàng ta ngươi nói xem ngươi ngươi dám giết ta ta sẽ khiến hoàng thượng giết ngươi ồ ta sợ quá mộ thanh yên cười nhạt ngươi tên là gì lãnh lâm sương cái cái gì mà lãnh lâm sương ta tên ngọc tuyết ngươi ả à yêu hậu này ngươi muốn thế nào giết ngươi chứ sao dừng tay quân bắt hàng hết một tiếng, mộ thanh yên liền tức giận, thấy một đóa bạch liên hoa tới tìm ngược liền bóp chết, tới đóa nào bóp chết đóa đó, nàng không muốn buông tay, người nào ngăn cản nàng, nàng xử luôn kẻ đó, mấy đóa bạch liên hoa này nếu không bị tiêu diệt, nàng nhất định sẽ hối hận. Thế là mộ thanh yên không dừng tay, ngón tay thu lại, móng tay bén nhọn đâm vào trong cổ họng ngọc tuyết, ngọc tuyết đau đớn bỗng nhiên đẩy về phía trước, mang theo yêu lực đánh về phía mộ thanh yên, thân hình mạch lưu thương lóe lên vội đến trước người mộ thanh yên giúp nàng cản lại, ai mà biết mạch lưu thương còn chưa tới, quân Bắc hàng đã tới trước. Hắn đẩy mộ thanh yên ra phía sau che chở cho nàng, mắt thấy yêu lực sắp đánh vào người quân Bắc hàng, ngọc tuyết bỗng nhiên thu lại, thu hồi phân nửa, còn phân nửa đánh ra, quân Bắc hàng bỗng nhiên lui lại ngã xuống, hoàng thượng, người không sao chứ. Ngọc Tuyết bị một màn này dọa sợ đến đỏ mắt, vội vàng đi qua đỡ quân Bắc Hàn, quân Bắc Hàn khoát khoát tay tay đứng dậy, không có việc gì, không được làm nàng bị thương. Ngọc Tuyết nghe nói thế càng đỏ mắt, cúi đầu giống như làm chuyện sai, chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại một chút, trong lòng không biết là cảm giác gì, hoàng thượng, người không có ý định giải thích một chút sao? Nàng ta là ai? Đây là Ngọc Tuyết, sư muội của trẫm. Quân Bắc Hàn nói, Mộ Thanh Yên nhíu mày, quan sát trên dưới quân bắc hàn cùng ngọc tuyết một chút ai gia không nhìn ra nha hoàng thượng khi nào biết kim ốc tàn kiều quân bắc hàn nhướng mày đang định nói chuyện thì mạch lưu thương lại mở miệng trước hắn một bước thái hậu vi thần lại cảm thấy do người sơ sót hoàng thượng bây giờ đã 15, qua ít ngày nữa liền có thể tự mình chấp chính cho dù không lập hậu cũng nên nạp vi quân bắc hàn vừa nghe thì sắc mặt càng thêm khó coi đôi mắt âm trầm nhìn mạch lưu thương mộ thanh yên bừng tỉnh đại ngộ chưa từng nuôi con thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy quân bắc hàn quả thực đến tuổi có thể nạp phi rồi đã như vậy thì không bằng ai gia ban hôn đi thế nào mộ thanh yên muốn chờ thằng ranh này có thê tử sẽ không dày vò xung quanh cũng sẽ không tới tìm nàng gây phiền phức dù sao nàng tuyệt đối không muốn thấy dáng vẻ quân bắc hàng như thương lăng đứng trước mặt nàng Vi thần cho rằng thái hậu anh minh Mạch Lưu Thương vội vàng phụ họa, Mộ Thanh Yên gật đầu. Vậy A gia liền ban ngọc Tuyết cho. Mộ Thanh Yên còn chưa nói hết lời đã bị Quân Bắc Hàn ngắt ngang, "Ban cho thừa tướng đại nhân đi, Thái hậu và trẫm sẽ cùng làm chủ cho các ngươi." Quân Bắc Hàn nhíu mày, thần sắc âm trầm biến mất, lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác, Mộ Thanh Yên sững sờ, chuyển ngoặt cũng nhanh quá đi. Ngọc Tuyết cũng ngu người, dường như còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mạch lưu thương thì đen mặt, trẫm mới 15, còn chưa vội, nhưng thừa tướng đại nhân gần 30 tuổi, vì triều đình mệt nhọc khổ cực, bận rộn đều không có thời gian nạp thê, hôm nay trẫm liền làm chủ ban ngọc tuyết cho ngươi. Khuôn mặt mạch lưu thương càng đen hơn, ngọc tuyết tiếp tục ngu người, mộ thanh yên len lén liếc nhìn mạch lưu thương, sắc mặt kia, thảm không muốn nhìn luôn, hoàng thượng, ngọc tuyết là sư muội thanh mai trúc mã của người, vì thần sao dám đoạt người có tình. Quân Bắc hàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tuyết, hắn mỉm cười hỏi. Ngọc Tuyết, trẫm muốn ba ngươi cho thừa tướng, ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Tuyết ngẫm lại, nàng rất nghiêm túc nói. Bằng lòng, lúc này tới mộ thanh yên hết hiểu, cái tuồng gì dê ở đây vậy? Mạch lưu thương và quân Bắc hàng tương ái tương sát, à nhầm, tương hận tương sát thì có, con thỏ này vậy mà lại đồng ý, mộ thanh yên khiếp sợ nhìn con thỏ kia, nàng ta có biết chính mình sắp đưa vào miệng hồ ly không? gả cho hồ ly thật thì thê tử liền biến thành thức ăn á, thê tử chính là thức ăn, thức ăn chính là thê tử. Mộ thanh yên bắt đầu tưởng tượng đêm động phòng hoa chút, cảnh tượng hồ ly khai trai, ăn sống hay nấu chín nhỉ, làm thịt kho tàu hay nấu hẳn cái lẩu nhỉ. Mộ thanh yên càng tưởng tượng càng nhiều, dần dần nhìn con thỏ kia liền giống như nhìn thấy thức ăn, nàng liền cảm thấy đói. Mùi vị thịt thỏ hẳn là không tồi, đến lúc đó nếu như hồ ly khai trai nấu lẩu, nàng cũng không thể không tới ké một phần nhỉ, trong phòng lập lòe ánh nến liền xuất hiện một màn quỷ dị tân nương bị nhúng lẩu. Mộ thanh yên run run, không muốn nghĩ nữa, nghĩ tiếp là thành tiểu thuyết thần quái mất, mộ thanh yên thu hồi tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngọc tuyết mang theo chút thương hại, trong lòng âm thầm thấp cho nàng ta nén nhang. Nếu thật sự bị đem đi nhúng cái lẩu, còn không bằng để cho nàng bóp chết còn hơn, nhưng con thỏ lúc này vẫn còn đang ngu người, không ý thức được tình cảnh của mình đa tạ ý tốt của hoàng thượng nhưng vi thần không thích ngọc tuyết mạch lưu thương nói trắng ra thần sắc hết sức nghiêm túc ngay lúc mộ thanh yên cho rằng hai người sắp đấu khẩu quân bắc hàn lại cười không thích cũng không sao trẫm giúp thừa tướng xem xét xuân tuyết hạ tuyết thu tuyết đông tuyết ai cũng được bảo đảm sẽ có một người thừa tướng yêu thích quân bắc hàn cười bên khóe miệng có một tia giảo hoạt sắc mặt mạch lưu thương đen hơn hắn hiểu quân Bắc Hàn sẽ không bỏ qua, đây là ý muốn xúc hắn ra khỏi người mộ thanh yên à, sợ rằng vi thần để hoàng thượng thất vọng. Sắc mặt mạch lưu thương khôi phục lại một chút, nhếch miệng cười nhàn nhạt, mộ thanh yên sững sờ, nàng vừa nhìn điệu bộ này của hồ ly liền biết, con hàng này muốn đùa dẫn lưu manh rồi, luận về đùa dẫn lưu manh, quân Bắc Hàn đùa dẫn không bằng mộ thanh yên. Mộ thanh yên đùa giỡn không bằng mạch lưu thương, hồ ly không chỉ là vua của vua độc miệng, mà con là là thái thượng hoàng lưu manh ồ lời của thừa tướng phải giải thích thế nào đây vi thần không thích nữ nhân mạch lưu thương vừa nói ra lời này tất cả mọi người khiếp sợ đặc biệt là mộ thanh yên nàng quen hồ ly sắp ngàn năm con hàng này một mực không có kết đào hoa gì thì ra là đoạn tụ mộ thanh yên bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sắc mặt quân bắt hàng trắng nhợt hắn nói chẳng lẽ thừa tướng là đoạn tụ hoàng thượng ngài nếu không tin thì có muốn thử một chút không Mạch Lưu Thương cong môi cười, cười đến Phong Lưu lại thiếu đòn, quân Bắc hàng lùi về sau mấy bước ổn định tinh thần, Mộ Thanh Yên phục hồi tinh thần lại từ trong sự khiếp sợ, nhìn tư thế này thì hồ ly thắng rồi, quân Bắc hàng quá non, tới nàng còn đấu không lại mà muốn đấu với hồ ly à, không, không cần. Thần sắc quân Bắc hàng không được tự nhiên, nhưng con thỏ đang ngu người đột nhiên hỏi một câu. Đoạn tụ là gì? Mộ Thanh Yên yếu ớt trả lời bên tai nàng chính là thích nam nhân, chớp mắt sau đó, con thỏ kia trừng mắt lớn hơn, trong tròng mắt còn mang theo tia máu, biểu tình vô cùng khoa trương, cho nên, hôn sự của vi thần cũng không cần hoàng thượng quan tâm. Mạch lưu thương thắng một ván, dường như còn muốn thắng tiếp, chỉ là hoàng thượng sắp tự mình chấp chính, hậu vị phi vị đùi trong, vi thần cảm thấy đây mới là đại sự. Quân Bắc hàng lui về phía sau, liếc mắt nhìn mộ thanh yên, mộ thanh yên im lặng không lên tiếng, ra vẻ không liên quan đến ta đâu thần sắc quân bắt hàng âm trầm xuống